chương không một. Ai cũng đánh không lại, ai cũng đánh không lại. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thanh Châu Đệ Nhất Đại Tông, Đạo Thiên Tông, 108 chủ sơn một trong, Vân Cư Sơn. Bốn mươi mấy năm a à? Người Ngươi biết rõ cái này bốn mươi mấy năm, ta là thế nào tới sao? Vân Cư Sơn trên một ngụm bên hồ, có cái thân mang thanh sam thanh niên tuấn tú, hướng về phía hồ nước một mặt kích động, thanh niên gọi Lý Chu Quân. Chính là Đạo Thiên Tông, 108 vị sơn chủ một trong số đó. Có lẽ cái thân phận này, chợt nhìn rất ngưu xoa bộ dạng. Nhưng trên thực tế, Lý Chu Quân là cái triệt triệt để để tu luyện củi mục, cho đến tận này, hắn vẫn là người bình thường. Có thể trở thành vân cư sơn sơn chủ, cũng hoàn toàn là bởi vì tại 40 năm trước, sư phụ hắn đến qua đời lúc, cũng chỉ có hắn như thế một cái đồ đệ. Bởi vậy, hắn cũng thường thường lưu lạc làm đạo thiên tông, xuống đến tạp dịch, lên tới trưởng lão nhóm trà sau chuyện phím. Về phần nói, vì cái gì hắn như thế củi mục, còn có thể bái nhập đạo thiên tông, đồng thời trở thành sơn chủ chân truyền, cái này không thể không nâng đầy miệng, Lý Chu Quân Thân là người xuyên Việt, ngụy trang thần đồng chuyện sự tình này. Nghĩ trước đây hắn tháng 3 mở miệng nói chuyện, tháng 6 bắt đầu biết chữ, tháng 9 xuống đất đi đường, một tuổi đầy bụng kinh luân bị mọi người xưng là thần tiên chuyển thế. cứ như vậy, một tuổi hắn được trước một đời vân cư sơn chủ coi trọng, đồng thời thu làm đệ tử. mặc dù nói, đời trước vân cư sơn chủ đến cuối cùng cũng phát hiện lý chu quân là cái triệt triệt để để tu luyện cuối mục, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chân truyền đệ tử đại ngộ nên có cũng có, chỉ bất quá đã ở trong lòng tính toán luyện tiểu hào thôi. đáng tiếc không đợi bắt đầu luyện tiểu hào hắn liền vẫn lạc tại một trận đạo thiên tông, trấn áp ma tu náo động đại chiến bên trong. Đạo thiên tông nhìn nhân gia đều vì tông hy sinh thân mình, tự nhiên cũng liền chiếu cố chiếu cố người ta đệ tử duy nhất Lý Chu Quân, nhưng trước đây tuổi gần 6 tuổi Lý Chu Quân, kế thừa sơn chủ chi vị. Dù sao Lý Chu Quân không thể tu luyện, trăm năm sau vân cư sơn đồng dạng vô chủ. Đến thời điểm lại quy hoạch vân cư sơn cũng không muộn nha. Cứ như vậy, còn có thể nhường đạo thiên tông xuống một cái mỹ danh, nói đạo thiên tông trọng tình trọng nghĩa, có thể hấp dẫn càng nhiều thiên kiêu gia nhập. Còn có, Lý Chu Quân hơn 40 tuổi vẫn là thanh niên bộ dáng chuyện này, kỳ thật chính là phục dụng một khỏa dưỡng nhan đang mà thôi. Nhưng là đây hết thảy, từ hôm nay trở đi, cũng đem phát sinh sử thi cấp bậc sửa chữa. Bởi vì Lý Chu Quân Thân là người xuyên việc kim thủ chỉ hệ thống, vào hôm nay rốt cục đã thức tỉnh. Hệ thống A, đã bốn mươi mấy năm a à, ngươi nếu lại tối nay xuất hiện ta đều muốn bị vùi dập giữa chợ á lý chu quân giờ phút này lại nóng doanh trong. đinh túc chủ xin đừng nên kích động hệ thống có lẽ sẽ đến trễ nhưng chưa từng sẽ vắng mặt hệ thống cùng loại máy móc hợp thành thanh âm tại lý chu quân trong đầu vang lên không vắng chỗ tốt bất quá hệ thống ngươi nhìn ta cũng hơn bốn mươi tuổi hoa tàn ít bướm còn có thể bắt đầu không tu luyện được Lý Chu Quân trong mong hỏi. Đinh. Tu luyện. Đinh. Túc chủ ngươi quá xem thường hệ thống, có hệ thống ngươi tu luyện cái chú y. Đinh. Ban thưởng túc chủ lễ gặp mặt bao một phần. Mở ra. Lý Chu Quân không do dự chút nào nói. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được năng lực đặc thù, cùng thế gian vạn vật chia 5 năm. Cùng thế gian vạn vật chia 5 năm, ý gì? lý chu quân nghe lơ ngơ cái này mẹ nó hiếu kỳ ba danh tự đinh đơn giản tới nói chính là túc chủ bỏ mặt là đối mặt cái gì đồ vật người nào cũng có thể làm đến chia năm năm cũng chính là ai cũng đánh không lại ai cũng đánh không lại ý tứ ách ta đại khái minh bạch lý chu quân trừng mắt nhìn nói sau đó hắn rút ra giày bên trong dao găm hướng hệ thống hỏi cái đồ chơi này ta cũng có thể chia năm năm sao Đinh. có thể nghe thấy hệ thống trả lời chắc chắn lý chu quân cắn răng một cái đem tay giữ tại dao găm trên mũi dao sau đó về sau cứ như vậy kéo một phát xoẹt xẹt một đạo kim loại tiếng ma sát âm vang lên lý chu quân không thể tưởng tượng nổi phát hiện mình bị dao găm lưỡi dao xẹt qua tay thế mà hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí liền bạch ngân cũng không có năng lực này giống như có chút biến thái a lý chu quân hít sâu một hơi lại hỏi hệ thống nói ta nếu là gặp được chân tiên cấp bậc đại năng cũng có thể chia năm năm sao đinh đương nhiên thế gian vạn vật nha đây thật là trâu cái nhỏ dẫm dây điện ngưu bức mang thiểm điện a yêu yêu giờ phút này lý chu quân nhãn thần dần dần tỏa sáng có cái này chia năm năm năng lực tự mình chẳng phải là tương đương với biến tướng vô địch tại thế gian này sao đinh cái này chỉ là gặp mặt lễ, tiếp xuống túc chủ nếu là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được càng nhiều không tưởng tượng được ban thưởng. Hệ thống, ngươi cũng không nên cho ta bánh vẽ A. À. Lý Chu Quân còn kém chảy chảy nước miếng nói. Đinh. Già trẻ không gạt. Vậy là tốt rồi. Lý Chu Quân gật gật đầu, lập tức tự hồ nghĩ đến cái gì, lại hướng hệ thống hỏi. Có giao diện thuộc tính sao? Đinh cái này còn không đơn giản. Đinh. Túc chủ mời xem màn hình lớn. Theo hệ thống thoại âm rơi xuống. Lý Chu Quân trước mắt lập tức xuất hiện một cái trong suốt bản. Túc chủ. Lý Chu Quân, thân phận. Đạo Thiên Tông, Vân Cư Sơn Chủ, tuổi tác. 46 tuổi, còn thừa 4 năm, tu vi. Không, năng lực. Cùng thế gian vạn vật chia 5 năm, không phải đâu, hệ thống, cái này còn thừa 4 năm là cái quỷ gì? Lý Chu Quân nhìn xem tuổi tác kia một cột, trong nháy mắt có dũng khí dự cảm không tốt. Đinh! Chính là ngươi còn có thể sống 4 năm ý tứ. Lý Chu Quân! Ta là thật sẽ tạ. Tình cảm coi như có thể cùng thế gian vạn vật chia 5 năm, tự mình vẫn là cái phạm nhân a, à. không chỉ có như thế, vẫn là con ma chết sớm, thế mà mới sống 50 tuổi. Đinh! thỉnh túc chủ yên tâm, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, có thể ban thưởng túc chủ này phương thế giới tu vi cảnh giới, tuổi thọ tự nhiên cũng có thể gia tăng. Ách, ngươi vừa mới bắt đầu không phải mới nói, tu luyện cái chu y sao? Vậy ngươi còn ban thưởng ta tu vi làm gì? Lý Chu Quân chửi bậy nói. Đinh. Treo máy năng lực giải một cái. Tốt tốt. Lý Chu Quân hai mắt tỏa sáng. Hiện tại liền có thể cho ta không? Đinh. Ha ha. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ chỗ tông môn, ba ngày sau đem cử hành thu đồ đại điển, yêu cầu túc chủ tuyển nhận một vị đệ tử, thành công liền có thể thu hoạch được không tưởng tượng được ban thưởng. Thu đồ. Lý Chu Quân trong nháy mắt tê. Tự mình nổi tiếng bên ngoài, người đưa xưng hô, củi mục sơn chủ, gặm lão sơn chủ. Đơn giản tới nói, chỉ có đồ đần mới có thể bái tự mình vi sư A. Hệ thống, ngươi không cảm thấy nhiệm vụ này có chút ép buộc sao lý chu quân một cái nước mũi một cái nước mắt nói đinh rộng lớn chí sĩ chi khí không nên tự coi nhẹ mình có đạo lý nhưng là hệ thống ta ta cảm giác coi như thu đồ đệ đó cũng là lầm người đệ tử a à, dù sao ta là thật một điểm tu luyện tri thức cũng không có thu người khác làm đệ tử đây không phải là hại người khác sao điểm này lý chu quân vẫn là có tự biết rõ đinh túc chủ yên tâm hệ thống tại ngươi vội cái gì đúng a à, tà hoãn cái gì lý chu quân vuốt cầm nói hệ thống này năng lực vẫn là rất mạnh a à, dù sao cũng có thể làm cho tự mình cùng thế gian vạn vật chia năm năm dạy người đệ tử không phải là dễ dàng sao sau đó liền chờ đợi ba ngày sau tông môn khai bắt đầu chiêu thu đệ tử đi tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 02 thiếu nữ tô nam nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio ba ngày sau đạo thiên tông thăng tiên sơn đương nhiên cái này thăng tiên sơn không phải thật sự thăng tiên chi địa mà là đạo thiên tông chuyên môn dùng để chuyên môn chiêu thu đệ tử địa phương giờ phút này thăng tiên sơn dưới trọn vẹn hơn vạn thiếu niên thiếu nữ tụ tập ở đây trong đó không thiếu thanh châu bên trên những cái này thế gia hoàng triều dòng giỏi nhưng lúc này những thế gia này công tử hoàng tử hiện tại trên mặt cũng tràn đầy vẻ tôn kính bởi vì đạo thiên tông chính là thanh châu đệ nhất đại tông vô số hoàng triều tông môn thế gia thần phục ở chỗ này đùa nghịch thiếu gia tính tình người ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi lúc này một cái thân mặc áo xám lão giả đi ra thanh âm không lớn lại như sắm mùa xuân vang vọng toàn trường nói bản tọa chính là phụ trách các ngươi thí luyện trưởng lão lời kế tiếp các ngươi lại cẩn thận nghe kỹ. Đạo Thiên Tông thu đồ, hạng thứ nhất chính là linh căn thức tỉnh khảo thí, linh căn phẩm cấp chia làm phế phẩm, phàm phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, lương phẩm, Thường phẩm, cực phẩm, thánh phẩm, trong đó, linh căn thức tỉnh khảo thí đạt trung phẩm người, có thể vào ta Đạo Thiên Tông vòng tiếp theo khảo thí. Các ngươi có thể nghe minh bạch. Chúng ta minh bạch. Hơn vạn thiếu niên thiếu nữ, thần tình kích động cùng kêu lên đáp vậy thì bắt đầu đi. Áo xám trưởng lão phất ống tay áo một cái, tuyên bố lần này chiêu thu đệ tử, chính thức bắt đầu. Theo vị này áo xám trưởng lão tuyên bố thí luyện chính thức bắt đầu. Trên trận hơn vạn thiếu niên các thiếu nữ, theo thứ tự xếp thành mấy chục đầu trường long bắt đầu chờ đợi thức tỉnh khảo thí linh căng. Sau nửa canh giờ, trên trận vạn người, chỉ có 5,210 vị thiếu niên thiếu nữ, thông qua linh căng thức tỉnh khảo thí, có được trung phẩm trở lên linh căn. Vẹn vẹn linh căn cái này một cửa ải, liền đào thải gần một nửa người. Thông qua linh căn thức tỉnh khảo nghiệm thiếu niên các thiếu nữ, trên mặt hưng phấn. Không có thông qua linh căn thức tỉnh khảo nghiệm, thì là ủ rủ ảm đạm rời sân. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, may mà ta thức tỉnh khảo thí ra có trung phẩm một linh căn, không phải vậy cứ như vậy đóng gói đi về nhà, lão cha khẳng định thất vọng chết. Thông qua khảo nghiệm trong đám người, có vị mọc ra một đôi như nước trong veo mắt to, công công lông mi, tướng mạo thanh tú, một thân thanh y, một mặt lại sạch sẽ thiếu nữ, vỗ bộ ngực nhỏ giọng nói lầm bầm. Tô Nam cô nương, ta thức tỉnh khảo thí ra thượng phẩm hỏa linh căn, chỉ cần thông qua tất cả thí luyện, tuyệt đối có thể trở thành nội môn đệ tử, không chừng tương lai còn có thể bị trưởng lão coi trọng, trở thành chân truyền đệ tử, không bằng ngươi cùng ta kết thành đạo lữ, tương lai ta tất nhiên giúp ngươi tu luyện như thế nào. Đột nhiên, một cái thân mặt hoa phục, khuôn mặt tuấn giật thiếu niên, đối cái này tướng mạo thanh tú thiếu nữ cười nói. Thiếu nữ Tô Nam sửng sốt một cái về sau, cười nói. Trần công tử, chúc mừng chúc mừng, ngươi thức tỉnh ra thượng phẩm hỏa linh căn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng A, bất quá kết thành đạo lữ vẫn là thôi đi, bởi vì ta còn nhỏ. Trần công tử trên mặt lộ ra một cái, nhìn như rất bất đắc dĩ nụ cười nói. Tô Nam cô nương, các ngươi tô gia, cùng nhóm chúng ta Trần gia cùng ở tại Bình Ngọc thành, tin tưởng tương lai ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý. Tùm ân. Tô Nam gật gật đầu. Trần Công tử quay người, mặt lập tức đen lại. Cái này xuống nha đầu cho thể diện mà không cần. Hắn Trần Thiếu Hoa coi trọng nữ nhân, cho tới bây giờ không có không lấy được tay. Coi như ngươi Tô gia tại Bình Ngọc thành, cùng ta Trần gia cùng nhau danh xưng Bình Ngọc hai đại gia tộc, không phân trên dưới lại như thế nào. Bây giờ tự mình thức tỉnh khảo thí ra thượng phẩm hỏa linh căn, bái nhập nội môn là cơ bản nhất, còn vô cùng có khả năng bị trưởng lão coi trọng, trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Đến thời điểm vô cùng đơn giản một câu, ngươi tô gia có dũng khí không đem ngươi dân lên. Cùng lúc đó, áo xám trưởng lão lại lần nữa xuất hiện, đối một đám thông qua linh căn thức tỉnh khảo nghiệm thiếu niên các thiếu nữ nói. Chúc mừng các ngươi thành công thông qua linh căn thức tỉnh khảo thí, tiếp xuống, các ngươi liền muốn từ đây xuất phát, bằng vào thực lực của mình, leo lên thăng tiên đỉnh núi trên thăng tiên đài, đến người liền có thể trở thành ta đạo thiên tông đệ tử, hạng lúc một ngày. Trên đường đi, các ngươi gặp được các loại huyễn cảnh, cùng rắn rết mảnh thú. Đây đều là vì khảo thí các ngươi tâm tính, còn có kiểm đa gia các loại bên trong, có hay không lăn lộn nhập ma đạo bên trong người xếp vào tiến vào ta tông gian tế. Trên đường như gặp được nguy hiểm, nghĩ từ bỏ thí luyện giả, Hô to một tiếng từ bỏ, liền sẽ tự động truyền đến nơi đây, thí luyện kết thúc về sau, không có thông qua thí luyện người, cũng sẽ tự động truyền tống ở đây. Nói đến phần sau, áo xám trưởng lão thanh âm dần dần băng lãnh. Mọi người tại đây trong nháy mắt không rét mà run. "Tốt, bắt đầu đi." Áo xám trưởng lão phất ống tay áo một cái. Thiếu niên các thiếu nữ liền bước lên đạp hướng Thăng Tiên đỉnh núi đường xá. Sáng sớm hôm sau, Thăng tiên đỉnh núi Thăng tiên đài Cái gọi là thăng tiên đài, nhưng thật ra là một chỗ to lớn đến, đủ để dung nạp vạn người quảng trường. Tại thăng tiên đài đang phía trước, bày ra có hơn 100 cái đại khí bàn bạc chỗ ngồi, trên chỗ ngồi cũng đều ngồi từng vị khí tức thu liễm, nhưng như cũ như núi thần ma cường đại thân ảnh. Bọn hắn là đạo thiên tông tất cả đại sơn chủ, hoặc cùng sơn chủ địa vị ngang hàng người, cũng là đạo thiên tông từng cây trụ cột, tên của mỗi người nói ra đều đủ để uy chấn thanh châu đương nhiên có một người ngoại trừ đó chính là chúng ta nhân vật chính lý chu quân giờ phút này lý chu quân ngồi tại một đám đại lão bên trong thật rất giống một cái lẫn vào bầy sói hắc xi si. lý sơn chủ lại là từ hôm qua bắt đầu leo núi lý chu quân ngồi bên cạnh một vị hồng bạo nam tử cười tủm tỉm hỏi lý chu quân nói người này tên là liễu viêm hỏa phong sơn sơn chủ. Từng tại 10 năm trước giận dữ phía dưới, thiêu khô một cái sông lớn, có thể nói thật đốt núi nấu biển A. Nhưng thật ra là ngày hôm qua. Lý Chu Quân cười ha hạ đáp. Lý Chu Quân rất phiền muộn. Cho dù hắn hiện tại cùng ai đều có thể chia 5 năm, nhưng trên bản chất vẫn là phạm nhân. Cho nên muốn đạp trên thăng tiên đỉnh núi, thật đúng là chính là theo sáng sớm hôm qua bắt đầu leo núi. Mặc dù nói thăng tiên sơn bên trên có các loại huyễn cảnh, rắn rết mảnh thú Nhưng Lý Chu Quân 40 năm đến, không biết rõ lên bao nhiêu lần thăng tiên đỉnh núi Tự nhiên mà vậy, liền quen thuộc nắm giữ một cái an toàn tuyến đường Liễu viêm gật gật đầu, vạn phần cảm khái nói Quả nhiên là quen tay hay việc A à? Đúng Lý Chu Quân cười nói Trong lòng lại biểu môi, cái này gia hỏa rõ ràng chính là đang tố khổ tự mình A à? nếu không tìm cái cơ hội cùng hắn thử một chút chia năm năm năng lực a chính là không biết rõ hệ thống hắn đáng tin cậy không đáng tin cậy a vạn nhất không đáng tin cậy mình tuyệt đối lạnh thấu thấu liền cặn bã cũng không có loại kia đinh túc chủ xin tin tưởng hệ thống có thể chứ còn dám nghi ngờ hệ thống hệ thống đem trừng phạt túc chủ trước mặt mọi người lôi kéo tự mình tiểu đinh đinh gãy đàn guitar Ngoà tàu quá mức ngươi thế mà còn biết ghi ta. Lý Chu Quân nghe thấy hệ thống lời này, không khỏi ở trong lòng hô to một tiếng. Đinh. Đương nhiên, hệ thống toàn trí toàn năng. Toàn trí toàn năng. Kia số pi thứ 1891 chữ số chữ là cái gì? Lý Chu Quân không tin tà hỏi. Đinh. Là số pi thứ 1891 chữ số chữ. Lý Chu Quân im lặng nói. Người câu trả lời này tính là gì? Trả lời cái tịch mịch đi, ta còn một ngày không thấy như cách một ngày đây. Đinh. Túc chủ xin đừng nên nhiều tất tất, hệ thống trả lời có mau bệnh sao? Thật đúng là không có tâm bệnh. Lý Chu Quân khóe miệng giật một cái, tình cảm đây chính là lưu manh hệ thống A. Ngay tại Lý Chu Quân, cùng hệ thống đánh pháo miệng đồng thời. Thăng tiên đại lối vào chỗ. Một vị thân mang áo trắng, hai con người giống như thu sông, lại mang theo nhàn nhạt băng lãnh, da như mở đông thiếu nữ, bước như thanh liên đi đến. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Người cái lưu manh Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nếu ta không có đoán sai, nàng này chính là Thủy Nguyệt Hoàng Triều Vị kia công chúa, Thủy Niệm Giao đi. Thiên phú không tệ, cực phẩm Thủy Linh Căng, có thể nhập ta kính Nguyệt Sơn, bản sơn chủ yếu tự mình thu nàng làm đồ. Người kính nguyệt sơn dạy đều là nhiều không ra gì ám sát thuật, thủy niệm giao cái này cực phẩm thủy linh căng thiên phú, đi người kính nguyệt sơn không phải lãng phí sao. Cực phẩm thủy linh căng đến ta thương lan sơn chẳng phải là tốt hơn. Đến ta hỏa phong sơn cũng không tệ. Đi ngươi đại gia liễu viêm, liền ngươi tòa kia sống núi lửa, thủy thuộc tính linh căng người có mệnh đi, chẳng lẽ còn có mệnh hưởng thụ sao? gom góp cái gì náo nhiệt a à ngươi không sai các vị đang ngồi là thuộc ngươi liễu viêm rất không xứng thu niệm giao làm đệ tử giờ phút này ở đây rất nhiều sơn chủ đã bắt đầu tranh đoạt lên vị này áo trắng thiếu nữ liền liền lửa tu đại năng liễu viêm cũng gia nhập trong đó cùng những này thần sắc kích động sơn chủ nhóm so ra lý chu quân liền có vẻ không hợp nhau cực phẩm thủy linh căng a nghĩ trước đây ta thức tỉnh linh căng lúc thể nội không có linh Lý Chu Quân nhìn một màn trước mắt, suy nghĩ trở lại nhiều năm trước, tự mình sư phụ vì chính mình thức tỉnh khảo thí linh căn, phát hiện tự mình không có linh căn lúc, kia trong mắt cô đơn thất vọng, có thể nói là nhói nhói lòng người. Đinh. Cực phẩm thủy linh căn không tính là gì, còn chưa xứng trở thành túc chủ đệ tử. Lời này của ngươi nói, khiến cho giống như người khác nguyện ý bái ta làm thầy giống như. Lý Chu Quân im lặng nói. Đinh. Túc chủ ngươi biết cái gì? Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ, bái ngươi làm thầy ngươi, thế nhưng là đạp thiên đại một đống cứt chó được không? Lý Chu Quân khóe miệng giật một cái. Hệ thống ngươi biết nói chuyện, ngươi liền nhiều lời một điểm, ta nghe. Giờ phút này, thủy niệm giao ánh mắt đặt ở cùng rất nhiều sơn chủ so ra, có vẻ không hợp nhau Lý Chu Quân trên thân. Lý Chu Quân đối nàng lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Nhưng trong lòng thì thật bất ngờ chẳng lẽ cô nàng này xem tự mình như cái người bình thường, cho là mình chính là phản phát quy chân siêu cấp cường giả, muốn bái tự mình vi sư? Ta đi, này làm sao có ý tốt a? À? Nhưng mà sau một khắc, thủy niệm giao ánh mắt trực tiếp vượt qua hắn, nhìn về phía thương lang sơn sơn chủ, ánh mắt lộ ra một vòng khẳng định. chạy tới đạo thiên tông, đến tham gia thí luyện lúc phụ thân từng cố ý nhắc nhở qua, thăng tiên đại trên nếu là nhìn thấy một vị nhìn như người bình thường sơn chủ như vậy nhất định không muốn bái hắn làm thầy, bởi vì không có tiền đồ. Về phần cái khác Sơn Chủ, tự mình nhìn xem đến là được. Thương Lan Sơn Chủ là một vị khuôn mặt tuấn tú thanh niên nữ tử, nàng gặp Thủy Niệm giao ánh mắt nhìn về phía tự mình, trên mặt không khỏi lộ ra một cái hiền lành nụ cười nói với hắn. Niệm giao, ngươi nguyện ý bái bản tọa vi sư sao? Bản tọa Thương Lan kiếm pháp, thế nhưng là thủy thuộc tính linh căn tu sĩ, tha thiết ước mơ đồ vật đệ tử Thủy Niệm Giao, bái kiến sư tôn. Thủy Niệm Giao người ngoan thoại không nhiều, trực tiếp mục tiêu minh sát bái sư. Tốt tốt tốt, Niệm Giao, ngươi đến vi sư bên này đứng đấy. Thương Lan Sơn chủ cười mở rộng tầm mắt nói. Cái khác Sơn chủ thấy thế, nhào nhào đắm ngực dậm chân. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cực phẩm Thủy Linh Căng, hoàn toàn chính xác thích hợp bái nhập Thương Lan Sơn. Chúc mừng Thương Lan Sơn chủ đến này lương độ, Thương Lan Sơn có người kế tục A. À. Tất cả đại sơn chủ chỗ ngồi trước, có vị thân mang thiên địa nhật nguyệt bào, khuôn mặt uy nghiêm trung niên, đối Thương Lan Sơn chủ cười nói: người này chính là đạo thiên tông tông chủ, mục thái vũ. Giờ phút này Thương Lan Sơn chủ đối mục thái vũ thần sắc cung kính nói: tông chủ quá khen rồi. Mục thái vũ cười không nói. Đúng lúc này lại có mấy vị thiếu niên thiếu nữ đi vào thăng tiên đài bất quá bọn hắn đều là trung phẩm linh căn chi tư, không có bị tất cả đại sơn chủ coi trọng, chỉ có thể thần sắc xấu hổ, tôn kính đứng ở nơi đó hầu. Bọn hắn những người này đợi cho thí luyện kết thúc, như còn không có bị tất cả đại sơn chủ coi trọng trở thành nội môn tử. Như vậy thì sẽ trở thành đạo thiên tông ngoại môn đệ tử, còn muốn trở thành nội môn đệ tử, chỉ có thể chậm rãi tu luyện, sau đó đi xong tất cả đại sơn thí luyện rồi. Lại nói, đạo thiên tông đệ tử đẳng cấp từ cao xuống thấp có thể chia làm tông môn thánh tử, tông chủ dưới trướng chân truyền, sơn chủ cấp dưới trướng chân truyền, trưởng lão dưới trướng chân truyền, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử. Một lát sau, tuần tự lại tới hơn 10 người, nhưng cũng không có cực phẩm linh căn chi tư đệ tử. Tất cả đại sơn chủ tự nhiên cũng không có bắt đầu tranh đoạt, chỉ đợi những đệ tử này tụ tập xong xuôi, sẽ chậm chậm chọn lựa. Đột nhiên, cả người khoác áo đen, toàn thân liệt hỏa vần quanh thiếu niên, nhanh chân bước vào thăng tiên đài. Kẻ này cực phẩm hỏa linh căng, không có gì bất ngờ xảy ra, là lòng diễm thành dịp gia vị kia thiên tài thiếu niên, dịp vũ đi. Không cần nói, cực phẩm hỏa linh căng hơn phân nửa là hướng về phía hỏa phong sơn chủ, liễu viêm tên tuổi tới. Tất cả đại sơn chủ lúc này khóc thúc thích nói. Quả nhiên, vị này gọi là dịp vũ thiếu niên thiên kiêu, trực tiếp bái nhập liễu viêm dưới trướng, đứng ở liễu viêm bên người một màn này phát sinh ở bên cạnh, xem Lý Chu Quân có thể nói là hảo hảo hâm mộ. Vị này là vân cư sơn chủ, còn không mau bái kiến. Liễu Viêm chỉ vào Lý Chu Quân, đối Diệp Vũ quát lớn. Đệ tử Diệp Vũ, bái kiến vân cư sơn chủ. Diệp Vũ đối Lý Chu Quân ông quyền nói. Trong mắt lại hiện lên một tia khinh miệt. Vân cư sơn chủ. Cũng không chính là đạo thiên tông vị kia củi một sơn chủ sao? thật đúng là chiếm hầm cầu không gãy phân a lúc này lý chu quân tự nhiên cũng chú ý tới diệp vũ trong mắt lóe lên khinh miệt chi ý không cần đa lễ lý chu quân khẽ cười một tiếng nói cũng không hề để ý diệp vũ ánh mắt thời gian đã đi qua một canh giờ thí luyện đến kết thúc thời khắc nhưng ngay tại thí luyện kết thúc cuối cùng một cái chớp mắt một vị thân mang áo vải khuôn mặt phổ thông thiếu niên đi lại chậm rãi đi vào thăng tiên đài theo cái này vải áo thiếu niên đi vào thăng tiên đài, tất cả đại sơn chủ đều là hít sâu một hơi. trời ạ, à, là thánh phẩm một linh căn. đồ nhi, hướng vi sư nơi này xem. đánh rắm. ai là ngươi đồ nhi, kia là đồ nhi ta. đồ nhi. vi sư trên núi chân truyền, nội môn đệ tử phần lớn nữ tính, nhanh đến vi sư trong chén. không phải, là trên núi đến. theo áo vải thiếu niên xuất hiện một đám sơn chủ nhau nhau sôi trào. Có thể nguyện bái ta làm thầy. Một đạo như sấm mùa xuân thanh âm, bỗng nhiên nổ vang toàn trường. Chúng sơn chủ nhau nhau an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Người này chính là đạo thiên tông tông chủ, Mục Thái Vũ. Theo Mục Thái Vũ mở miệng, chúng sơn chủ cũng không dám lại mở miệng tranh đoạt đệ tử. Phải biết, cho dù là cùng vọng không gì sánh được, không coi ai ra gì, đốt núi nấu biển liễu viêm gặp tông chủ cũng phải một mực cung kính cùng cái cháu trai đồng dạng đệ tử khô phùng xuân gặp qua sư tôn áo vải thiếu niên hướng về phía mục thái vũ đi ông quyền lễ nói đến đây đi mục thái vũ mỉm cười khô phùng xuân cứ như vậy không quan tâm hơn thua đi tới mục thái vũ bên người thánh phẩm linh căng a à ta đi lý chu quân thấy tình cảnh này trong lòng hâm mộ đinh Hâm mộ cái gì? Trên trận cũng không chỉ có một thánh phẩm linh căn, cái này mộc thuộc tính thánh phẩm linh căn, bổn hệ thống không ưa thích. Ngươi còn ghét bỏ người trên nhà thánh phẩm linh căn. Lý Chu Quân liếc mắt. Trên trận còn có thánh phẩm linh căn, tông chủ còn có những này sơn chủ, làm sao ngồi yên? Hắn lúc này liền muốn đơn giản lừa dối một cái trung phẩm linh căn may mắn, sau đó đi đến tự mình Vân Cư Sơn liền rất không tệ. Đinh phát hiện ẩn tàng thánh phẩm băng linh căn. Đinh. Túc chủ thu đồ nhiệm vụ xác định mục tiêu. Đinh. Nhiệm vụ đã theo thu đệ tử sửa đổi là đem thánh phẩm băng linh căn người sở hữu thu làm đệ tử, sau khi hoàn thành, túc chủ có thể đạt được phong phú ban thưởng. Ta đi ngươi đại gia sửa đổi nhiệm vụ, ngươi cái lưu manh, ngươi còn có thể chơi như vậy. Lý Chu Quân mở to hai mắt nhìn. Bất quá theo hệ thống nhắc nhở, lý chu quân ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía giờ phút này những cái kia thông qua cuối cùng thí luyện đứng trên thăng tiên đài hơn ngàn vị đạo thiên tông đệ tử mới bên trong một vị thanh y thiếu nữ cái này thiếu nữ khuôn mặt rất thanh tú nhưng cũng không phải là loài kia mới nhìn cũng làm người ta rất kinh diễm bộ dạng nhưng nhìn một một lát liền sẽ phát ra từ nội tâm cảm thán trên thế giới tại sao có thể có xinh đẹp như vậy thiếu nữ giờ phút này thanh y thiếu nữ trên đầu tại Lý Chu Quân trong mắt xuất hiện một cái trong suốt bản. Mục tiêu Tô Nam, tuổi tác 16, Tu Vi Không, Thiên Phú Trung phẩm một Linh căn, Thánh phẩm Băng Linh căn, Ẩn Tàng, thật đúng là Thánh phẩm Băng Linh căn. bất quá bực này Thiên Tư Thiên Kiêu, thật có thể bị ta như ý thu làm đệ tử sao? Lý Chu Quân trong lòng có chút không xác định. Đinh Ngươi có thể túc chủ, dù sao ngươi có ta như thế mã xoa trùng hệ thống. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 04 Thu đồ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngay tại hệ thống nói tao thoại thời điểm Đang ngồi tất cả đại sơn chủ, cũng bắt đầu đem ánh mắt tụ tập tại những này, thành công thông qua thí luyện, lại có được lương phẩm, thường phẩm linh căn đệ tử trên thân. Ngươi tên là gì? ngồi tại lý chu quân bên người liễu viêm cái thứ nhất đem ánh mắt đặt ở trong đám người đứng tại tô nam phụ cận trần thiếu hoa trên thân đệ tử trần thiếu hoa trần thiếu hoa sắc mặt cung kính nói liễu viêm cười nói thượng phẩm thiên phú có bằng lòng hay không bái nhập ta hỏa phong sơn trở thành nội môn đệ tử lấy tư chất ngươi vừa vào ta hỏa phong sơn liền nên có trưởng lão muốn thu ngươi là chân truyền đệ tử nguyện ý Trần Thiếu Hoa thần tình kích động nói. Tốt, tại chỗ chờ đợi một lát, sau đó theo bản tọa quay về hỏa phong sơn là đủ. Liễu Viêm gật đầu nói. Lập tức, Liễu Viêm ánh mắt lại bắt đầu tại thăng tiên đài một đám thiếu niên thiếu nữ bên trong xuyên thẳng qua, tìm kiếm có được lương phẩm, thường phẩm hỏa linh căn người. Tại đạo Thiên Tông, trên cơ bản lương phẩm linh căn, thường phẩm linh căn người, đều sẽ bị tất cả đại sơn chủ chọn lựa, trở thành nội môn đệ tử, mà trong đó thượng phẩm linh căn người tại theo tất cả đại sơn chủ trở về tất cả đại sơn về sau liền sẽ bị trên núi trưởng lão nhóm tranh đoạt lấy thu làm đệ tử thật giống như lúc trước tất cả đại sơn chủ tranh nhau thu có được cực phẩm linh căn người làm đệ tử như thế cùng lúc đó thuận lợi bái nhập hỏa phong sơn trần thiếu hoa cười tủng tiễn nhìn về phía tô nam nói tô nam cô nương vừa rồi liễu sơn chủ ngươi cũng nghe thấy bằng vào ta tư chất đi đến hỏa phong sơn về sau liền sẽ bị trưởng lão thu làm chân truyền, ngươi cùng ta kết làm đạo lữ, nhưng so sánh chỉ làm cái ngoại môn đệ tử tốt hơn nhiều. Trần công tử lấy thiên tư của ngươi nhất định có thể tìm tới tốt hơn nữ tử a, à, ngươi là người tốt, thế nhưng là ta còn nhỏ, thật. Tô Nam một mặt chân thành nói. Giờ phút này Tô Nam trong lòng loáng thoáng có chút cảm thấy bất an, dù sao Trần Thiếu Hoa tại Bình Ngọc Thành thế nhưng là nổi danh hoàng khố đệ tử, ỷ vào gia tộc tại Bình Ngọc thành thế lực, khi nam phách nữ việc ác bất tận. Bây giờ hắn bái nhập đạo Thiên Tông Hỏa Phong Sơn, trở thành nội môn đệ tử, về sau còn vô cùng có khả năng trở thành trưởng lão dưới trướng chân truyền, cũng không biết rõ có thể hay không đối với mình phía sau tô gia, làm những gì sự tình tới. Mà Trần Thiếu Hoa gặp tô nam thái độ như thế, trên mặt nhìn như cũ treo nụ cười, nhưng ở nhưng trong lòng hừ lạnh một tiếng gian ngoan mất linh. Lúc này, thăng tiên đại bên trên, hơn ngàn vị đạo thiên tông đệ tử mới bên trong, lương phẩm linh căn, trung phẩm linh căn đã bị tất cả đại sơn chủ phá dẹp xong. Liễu viêm quay đầu hướng Lý Chu Quân đánh cười nói. Xem ra Lý Sơn chủ hôm nay, lại không để ý đệ tử A. Kỳ thật Liễu viêm đối cái này cùng mình bình khởi bình tọa người bình thường, trong lòng là xem thường, cho nên hắn biết rõ Lý Chu Quân không có năng lực thu độ, cũng tránh không được trên miệng trêu chọc, nói móc một phen. "Đinh." Túc chủ gặp trào phúng, này làm sao có thể chịu? "Đinh." Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đứng dậy đi đến Tô Nam trước người. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được ban thưởng, linh căn thức tỉnh năng lực. Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ này, Lý Chu Quân mỉm cười, không có trả lời tại cái này âm dương quái khí Liễu Viêm, mà là chậm rãi đứng dậy, hướng đi thăng tiên đài bên trên chúng mới nhập môn đệ tử bên trong Tô Nam. Ừm. Cái này Lý Chu Quân làm cái quỷ gì? Hẳn là hắn muốn thu đồ. Nói đùa cái gì, hắn một cái linh căn cũng không có phế nhân, thu cái gì đồ. Đạo Thiên Tông tất cả đại sơn chủ thấy thế, sắc mặt từ kinh ngạc, dần dần chuyển biến làm trào phúng. Nhưng Lý Chu Quân cũng không để ý những này ánh mắt, hắn đi tới Tô Nam trước người, cười nói. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? A. À. A, à, thật. Thật sao? Tô Nam giờ phút này nhãn thần kích động nói không ra lời. Cái gì tình huống? Một vị sơn chủ vậy mà tự mình đi đến trước mặt mình, muốn thu tự mình làm đồ đệ, đây không phải nằm mơ a. À? Trời ạ. À. Hiển nhiên, lúc này bị kinh hỉ làm cho hôn mê đầu Tô Nam không có chú ý chỗ ngồi tất cả đại sơn chủ vi diệu biểu lộ. Đương nhiên. Lúc này, Lý Chu Quân cười nói, cùng lúc đó tô nam phụ cận đứng đấy trần thiếu hoa trận tròn mắt hắn nghĩ phá ngón chân cũng nghĩ không minh bạch vì cái gì vị này sơn chủ sẽ thu một vị trung phẩm linh căn người là chân truyền đệ tử đơn giản để cho người ta lơ ngơ a à. hệ thống cái này thời điểm cũng nói đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ đi tới tô nam trước người túc chủ thu hoạch được ban thưởng linh căn thức tỉnh năng lực theo hệ thống thoại âm rơi xuống. Lý Chu Quân cười đối Tô Nam nói. Ngươi như nguyện ý bái ta làm thầy, liền gọi ta một tiếng sư phụ đi. Sư phụ tốt. Đệ tử Tô Nam bái kiến sư phụ. Tô Nam vui mừng không thôi nói. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu đồ thành công. Đinh. Túc chủ thu hoạch được ban thưởng, thánh phẩm băng linh căng. Đinh. Túc chủ thu hoạch được ban thưởng, kim đan viên mãn tu vi đinh túc chủ thu hoạch được ban thưởng huyền minh tâm kinh thánh phẩm băng linh căng đối giữa thiên địa băng chi linh khí thân nhất cùng người vốn có kim đan viên mãn tu vi này phương thế giới cảnh giới tu luyện chia làm luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần phản hư hư tiên hợp thể độ kiếp đại thừa huyền minh tâm kinh huyền minh tiên đế sở tu băng thuộc tính công pháp hệ thống đã trợ giúp túc chủ tự động học tập ngoa tao nghe thấy hệ thống liên tiếp ban thưởng lý chu quân mộng thánh phẩm băng linh căng ta hiện tại cũng có linh căng vẫn là thánh phẩm còn có trong đầu đột nhiên xuất hiện huyền minh tâm kinh cái này thế nhưng là vài ngàn năm trước vị kia phi thăng tiên giới huyền minh chân tiên tu hành băng thuộc tính công pháp a mà lại vị này huyền minh chân tiên hiện tại đã trở thành Huyền Minh Tiên Đế. Từ điểm đó mà xem, cái này Huyền Minh Tâm Kinh tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp bên trong đỉnh cấp công pháp. Mà lại hệ thống người ngoan thoại không nhiều, trực tiếp cho mình Kim đang tu vi. Nói cách khác, tuổi thọ của mình tăng lên a, phải biết Kim đang tu sĩ thọ nguyên, bình thường đều đạt đến 500 năm. Hệ thống, ta yêu ngươi chết mất. Lý Chu Quân hiện tại thật sự là hận không thể ôm hệ thống, bẹp chính là một nguồn đinh. Túc chủ không nên kích động, người tu vi hệ thống vì để cho túc chủ sau này nhìn càng giống phản phát quy chân siêu cấp cao thủ, tốt hơn trang bức, đã giúp túc chủ ẩn tàng, túc chủ có thể tự hành lựa chọn hủy bỏ ẩn tàng. Đáng tiếc như thế một cái nữ oa oa. Thôi được, đến thời điểm cái này bé con liền biết mình sư phụ là một phế nhân, tự sẽ hối hận. Cùng lúc đó, chúng sơn chủ đều là lắc đầu nói. Chẳng lẽ vị này sơn chủ chính là đạo thiên tông vị kia củi mục sơn chủ, vân cư sơn chủ. Thăng tiên đài trên nhóm đệ tử, nhìn xem chúng sơn chủ biểu lộ, có người đi qua suy đoán về sau, nhìn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Nguyên bản đang cao hứng tự mình trở thành sơn chủ chân truyền tô nam, nghe thấy lời này về sau, khuôn mặt nhỏ bá một cái liền ngây ngẩn cả người. Nàng nháy nháy mắt, nhìn về phía lý chu quân yếu ớt hỏi. Sư phụ, ngươi thực sự là... Không tệ, ta chính là vân cư sơn chủ. Lý Chu Quân cười nói. Tô Nam nghe vậy, tay nhỏ lúc này bưng kín ngực, kém chút không có tại chỗ ngất đi. Tê dại trứng. Xong. Đạo Thiên Tông có vị vân cư sơn chủ, là không thể tu luyện củi một sơn chủ chuyện này, nàng nghe nói qua. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tự mình thế mà hấp tấp trở thành vị này củi một sơn chủ chân truyền đệ tử. Nghiệp chướng A. Cái kia, ta bây giờ còn có thể hối hận không tô nam lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đối lý chu quân nói lý chu quân lắc đầu không thể tô nam lúc này tô nam chịu đựng xung động muốn khóc tự an ủi mình cũng an ủi lý chu quân nói không có việc gì sư phụ ta tin tưởng ngươi cha ta thường nói càng là nhìn củi mục ngươi bình thường càng là lợi hại chắc hẳn sư phụ ngươi chính là dáng vẻ như vậy a à lý chu quân cười cười không nói gì cùng lúc đó trần thiếu hoa cười lúc trước còn lo lắng nha đầu này trở thành sơn chủ chân truyền tự mình đắc tội không nổi hiện tại xem ra tự mình là bạch bạch lo lắng một cái củi mục sơn chủ liền cơ bản tu luyện cũng làm không được địa vị sợ là liền một cái ngoại môn đệ tử cũng so không lên a à. còn có cái gì phải sợ đây này đinh Hệ thống kiểm trắc đến người chung quanh rất không coi trọng Túc chủ sư đồ, hiện tuyên bố nhiệm vụ, Túc chủ tại chỗ trợ giúp Tô Nam thức tỉnh thánh phẩm Băng Linh Căn, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Túc chủ đem thu hoạch được ban thưởng. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Lý Chu Quân mộng thầm nghĩ. Hệ thống, người đây là không có hảo ý a, à, Tô Nam hiện tại thức tỉnh thánh phẩm Băng Linh Căn, vậy ta chẳng phải là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đinh. Không dạng này túc chủ làm sao thi triển chia 5 năm năng lực trang bức, làm sao mở mày mở mặt, còn muốn hệ thống làm gì đâu. Lý Chu Quân Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta nguyện ý xưng ngươi là mạnh nhất trang bức hệ thống. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 05 Ta nguyện ý Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiểu nha đầu, ngươi có phải thật vậy hay không coi là ngươi chỉ có trung phẩm linh căn. Lý Chu Quân trên mặt lộ ra một vòng, cao thâm mạc trắc nụ cười đối Tô Nam nói. "A". À, Tô Nam sửng sốt. Ngay tại Tô Nam sửng sờ đồng thời, Lý Chu Quân duỗi ra một cái ngón trỏ, điểm vào Tô Nam mi tâm. Sau một khắc, Tô Nam thân thể, trong nháy mắt hướng Chu Vi, bạo phát ra một cổ rét lạnh chi ý. Là thánh phẩm băng linh căn. Tiểu nha đầu này là ẩn tàng sông linh căn, không chỉ có có được trung phẩm một linh căn, còn có được thánh phẩm băng linh căn. Dạng này thiên tài, sao có thể trơ mắt nhường nàng bái nhập cái này lý củi mục dưới trướng. Ngay tại lý chu quân trợ giúp tô nam thức tỉnh thánh phẩm băng linh căn đồng thời, tất cả đại sơn chủ trên mặt, đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Cho dù là đạo thiên tông tông chủ mục thái vũ, giờ phút này cũng hai mắt nhắm lại. Mặc dù hắn cũng nghĩ lại nhận lấy tô nam làm tự mình chân truyền, bất quá thân là tông chủ, trực tiếp tranh đoạt một cái đã bái sư đệ tử ít nhiều có chút không thể nào nói nổi bất quá vị này lý sơn chủ giấu quá kỹ a à, thử hỏi một cái không có linh căng không thể tu hành người bình thường làm sao có thể trợ giúp người khác thức tỉnh linh căn? hơn nữa còn có thế một cái nhìn ra cái này gọi tô nam thiếu nữ có ẩn tàng linh căn đâu không chỉ có như thế vị này lý sơn chủ dám trước mặt mọi người trợ giúp đệ tử thức tỉnh cái này rất để cho người ta suy nghĩ không thấu a à dù sao chúng sơn chủ da mặt, xa so với thường nhân nghĩ dày, không chừng liền muốn đến cái đoạt đồ tiến hành. Trong lòng suy nghĩ một lát, một thái vũ không nói gì. Mà là quan sát bắt đầu. Hắn muốn nhìn, vị này Lý Sơn chủ những năm này đến tột cùng giấu bao sâu. Nếu có được đến tự mình tán thành, nhận lấy đệ tử này cũng không sao. Nhưng nếu hắn vẫn là cái củi mục, cái này thánh phẩm linh căn đệ tử, quả quyết không thể giao cho hắn coi như không phải bái chính mình làm thầy, cái khác sơn chủ môn hạ cũng có thể. Nếu không đạo thiên tông liền bạch bạch tổn thất một vị, tông môn tương lai trụ cột vững vàng. Vân cư sơn chủ, lấy năng lực của ngươi, cái này thánh phẩm băng linh căn đệ tử bái tại ngươi dưới trướng, sợ là không thích hợp a. À. Quả nhiên không ra một thái vũ sở liệu, giờ phút này đã có sơn chủ đứng ra nói chuyện. Lúc này lý chu quân nhìn về phía nói chuyện vị kia sơn chủ lạnh nhạt cười nói cũng không nhọc đến hàm quan sơn chủ phí tâm lý mổ đệ tử lý mổ tự sẽ dạy bảo tốt thời khắc này lý chu quân lực lượng mười phần bởi vì hắn có hệ thống ban thưởng huyền minh tâm kinh như thế thần công nơi tây hắn lại thân là sơn chủ mặc dù trước kia là cái tu luyện củi mục nhưng vân cư sơn thượng linh thuốc tài nguyên cũng không ít chính là giáo đầu heo đều có thể thành tiên tốt a mà chúng sơn chủ giờ phút này nhìn xem thăng tiên đại bên trên một bộ thanh sam bồng bềnh thần sắc tự nhiên Lý Chu Quân, đều là sửng sốt. Hắn một cái củi mục, làm sao có như thế phấn khích. Vân cư sơn chủ, bản tọa khuyên ngươi vẫn là chớ có tại cái này khoe khoang, đang ngồi tất cả đại sơn chủ, cái nào không có phản hư cảnh hư tiên thực lực. Để ngươi một cái tu hành củi mục, đến dạy bảo một cái thánh phẩm băng linh căn đệ tử, chuyện này nếu là truyền đi, ta đạo thiên tông chẳng phải là muốn làm cho cả thanh châu làm trò hề cho thiên hạ sao. Hỏa phong sơn chủ liễu viêm, giờ phút này nhìn xem lý chu quân cười ha hả nói lý chu quân hai mắt nhắm lại kẻ này nhìn cười tủm tỉm nói lời lại là không có chút nào mập mờ trực kích người chỗ đau à liễu viêm nói không tệ lý chu quân tư chất của ngươi không xứng thu nàng làm đệ tử lúc này chúng sơn chủ tọa bên trên một vị thân mang áo trắng giữa lông mày một điểm hồng lãnh diễm nữ tử chậm rãi mở miệng nói cô gái mặc áo trắng này tướng mạo cực đẹp mượn nước nở hoa từ một kỳ, nước chìm vi cốt ngọc là cơ, dùng để hình dung cô gái mặc áo trắng này, không có gì thích hợp bằng. Mà theo vị này nữ tử áo trắng nói chuyện, chúng sơn chủ đều là trên mặt hiện lên một tia kiên kỵ, sau đó không hẹn mà cùng ngậm miệng. Liên liên liễu viêm gặp cái này nữ tử nói chuyện về sau, cũng chính là miệng giật giật, sau đó liền buồn bực nhắm lại. Lý Chu Quân lúc này cũng nhìn về phía vị này, nhưng chúng sơn chủ tất cả câm miệng nữ tử áo trắng, nụ cười trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa vị này nữ tử áo trắng là linh tuyết sơn sơn chủ tên là mộ dung tuyết từng tại mười năm trước đem đốt núi nấu biển liễu viêm đánh tới gọi cô nải nải chuyện này từng tại đạo thiên tông lưu truyền sôi sùng sục lý chu quân tự nhiên cũng đã được nghe nói không không muốn a à. trần thiếu hoa giờ phút này nội tâm hô to hắn giờ phút này có thể là rất không hy vọng Tô Nam chuyển ném cái khác sơn chủ môn hạ người, dù sao cứ như vậy, tự mình làm sao còn dám áp dụng kế hoạch, hướng Tô Gia tạo áp lực. Còn thế nào đạt được để cho mình hồn khiên mộng nhiễu Tô Nam? Cùng lúc đó, mộ dung tuyết gặp Lý Chu Quân không nói gì, liền tiếp tục nói. Thánh phẩm băng linh căng tư chất, để ngươi đến dạy bảo, đối với toàn bộ đạo thiên tông mà nói, đều là một cái tổn thất mà lại ngươi lại có thể nhẫn tâm nhìn xem vốn là tương lai tân tinh cứ như vậy hao tổn tại ngươi trong tay sao mộ dung sơn chủ ngươi nói có đạo lý bất quá nha đầu này đã bái ta làm thầy lại để cho nàng chuyển ném học trò của ngươi sợ là không thích hợp a à. lý chu quân cười tủng tỉm nhìn về phía mộ dung tuyết nói mộ dung tuyết nói nếu là như vậy để ý người khác nhãn quan ta còn tu cái gì tiên nha đầu ngươi thấy thế nào vị này mộ dung sơn chủ thế nhưng là rất muốn đem ngươi thu làm đệ tử đâu lý chu quân nhìn về phía đang cái ót tự đứng mấy tô năm hỏi a ta ta tô năm kịp phản ứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bối rối không nghĩ tới đột nhiên mình trở thành hương mô mô cái này khiến nàng có chút phản ứng không kịp thế nhưng là nếu là không có vị này của một sư phụ giúp mình thức tỉnh thánh phẩm băng linh căng tự mình cũng sẽ không bị nhiều như vậy trưởng lão tranh đoạt a cái này muốn làm sao tuyển a tô Nam giờ phút này nội tâm như là trên lò lửa con kiến gấp đến độ xoay quanh bỗng nhiên tô Nam cái ót tử bên trong xuất hiện phụ thân kia hiền hòa khuôn mặt hắn thường xuyên cười tủng tỉm tự nhủ làm người nha trọng yếu nhất chính là có trách nhiệm tâm lựa chọn một sự kiện hoặc là một người dù là lại khó cũng không cần dễ dàng buông tha bởi vì ngươi từ bỏ về sau, ngươi vĩnh viễn không biết rõ cái tiếp theo sự tình, ngươi vẫn sẽ hay không từ bỏ, có lẽ kiên trì một cái, liền có thể có không tưởng tượng nổi kết quả. Nghĩ đến phụ thân lời nói, Tô Nam nhãn thần dần dần trở nên kiên định, nàng nhìn về phía Lý Chu Quân nói, "Ân, chờ sau đó, ta nên nói điểm cái gì có vẻ ta tương đối có văn hóa, trọng tình nghĩa. Một ngày là sư, cả đời là cha." Tô Nam suy nghĩ kỹ một một lát, nói ra câu nói này. Lý Chu Quân sửng sốt một cái. Nhà đầu, lời này của ngươi trả lời, cùng ta hỏi hoàn toàn ông nói gà bà nói việc a, à, ngươi liền nói, có nguyện ý hay không cùng ta quay về Vân Cư Sơn. Ta nguyện ý. Tô Nam khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng vẫn là gật đầu nói. Tốt. Lý Chu Quân cười lớn một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn đến mộ dung tuyết, hai mắt nhắm lại nói. Bản Sơn chủ đệ tử, ai cũng mang đi không được, liền xem như thiên vương lão tử tới cũng không được lý chu quân lời này vừa nói ra tông chủ mục thái vũ nhếch miệng lên lộ ra có chút hăng hái bộ dáng trần thiếu hoa cười tô nằm ngươi cái nha đầu ngốc a à, ngươi cái này lựa chọn còn thế nào cùng ta đấu mà chúng sơn chủ thì là trừng to mắt một mảnh xôn sao. cái này lý củi một phát cái gì bị điên cũng dám cùng mộ dung sơn chủ khiêu chiến thấy chán sống rồi ư cái này mộ dung sơn chủ thế nhưng là đem liễu viêm cái kia không coi ai ra gì gia hỏa, cũng đánh kêu cha gọi mẹ ngoan nhân a à, hắn là thế nào có dũng khí. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 06 Chấn Kinh Tứ Tọa Lý Chu Quân Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mộ dung tuyết hai mắt nhắm lại, nàng không để ý đến giờ phút này ngạo nghễ Lý Chu Quân, mà là quay đầu nhìn về phía tô nam, dùng nhu hòa giọng nói, Ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi nếu là theo Vân cư sơn chủ, ngươi cả đời này liền coi như là hủy. Cha ta thường nói, tự chọn con đường, quỳ cũng muốn đi đến. Tô Nam nói. Nhà đầu ngốc, cha ngươi nói lời, tất nhiên có chút đạo lý, có thể sự do người làm, ngươi phải học được biến báo a. À. Mộ Dung Tuyết hít một hơi nói, trong lòng có chút tức giận đồng thời, nhưng lại đối tiểu nha đầu này càng thêm yêu thích, dù sao người bình thường tại Tô Nam vị trí sớm đã chối bỏ tự mình vừa rồi bái sư phụ mà lý chu quân thấy thế thì là im lặng cái này bà nương vậy mà trực tiếp trắng trận đào chân tường đây là rất không đem tự mình để vào mắt a đinh kiểm trắc đến mộ dung tuyết hoàn toàn xem thường túc chủ túc chủ là thời điểm hiện ra thực lực ngươi thời điểm đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đánh với mộ dung tuyết một trận chấn nhiếp đạo chích hoàn thành nhiệm vụ sau đem thu hoạch được một phần thưởng lớn nhìn xem hệ thống ban bố nhiệm vụ Lý Chu Quân sợ ngay người hắn thầm nghĩ hệ thống ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy cái này Mộ Dung Tuyết thế nhưng là cái loại người hung ác a à? Đinh hệ thống dựa vào không đáng tin cậy Túc Chủ thử một chút chẳng phải biết sao Lý Chu Quân khóc không ra nước mắt nói ta mẹ nói liền sợ thử một chút liền tạ thế a à? lời tuy như thế nhưng lý chu quân ánh mắt vẫn là rơi vào mộ dung tuyết trên thân hắn cười nói mộ dung tuyết ngươi nếu thật muốn dựa dẫm vào ta đào chân tường ngươi liền đem ta đánh bại ta như bại liền chứng minh là ta là tài nghệ không bằng người tô nam tự nhiên cũng có thể chuyển đến ngươi dưới trướng tu hành nếu như ngươi bại đừng muốn lại đào góc tường cái gì không phải đâu ta không nghe lầm cái này lý củi mục vậy mà muốn cùng mộ dung sơn chủ sao chiêu làm sao dám a à? liễu viêm là phản hư cảnh viên mãn tu vi dù vậy hắn cũng bị mộ dung sơn chủ đánh kêu cha gọi mẹ nếu ta suy đoán không tệ mộ dung sơn chủ tu vi đã đột phá phản hư cảnh hư tiên đạt đến hợp thể chi cảnh không tệ hắn lý củi mục một cái không có một điểm tu vi phạm nhân sâu kiến thân thế dám khiêu chiến hợp thể cảnh đại năng đây không phải đùa dẫn sao lý chu quân lời này vừa nói ra chúng sơn chủ chấn kinh sau khi cũng không khỏi chậm rãi mà nói đến tới chỉ có liễu viêm mặt đen không gì sánh được các ngươi muốn nói mộ dung tuyết rất cường đại có thể nhưng là có thể hay không đừng luôn đem bản tọa lấy ra phụ trợ các ngươi bộ dạng này bản tọa thật rất mất mặt lúc này mộ dung tuyết một đôi đôi mắt đẹp nhắm lại hỏi lý chu quân nói chuyện này là thật đương nhiên lý chu quân gật đầu nói không phải đâu sư phụ Ngươi vừa mới còn nói ai cũng không thể mang đi ngươi đồ đệ, hiện tại ngươi liền coi ta là đối chiến tiền đặt cược, dạng này thật được không? Tô Nam che lấy miệng nhỏ, hai mắt lưng trồng nhìn xem Lý Chu Quân. Lý Chu Quân nhếch nhếch miệng. Vì sư điệu thấp quá lâu, hôm nay là thời điểm nhường người khác biết rõ, ta vân cư sơn cũng không phải ai cũng có thể nắm. Tô Nam ngây ngẩn cả người, nàng đập nói lắp ba nói. Sư. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ lại thật ẩn tàng đại năng sao không phải đang gạt ta à lý chu quân cười không nói mà chúng sơn chủ khi nghe thấy lý chu quân về sau cũng đều là lộ ra xem thằng hề biểu lộ bọn hắn đã chuẩn bị quan sát tiếp xuống mộ dung sơn chủ sẽ làm sao thu dọn cái này mạnh miệng gia hỏa cùng lúc đó lý chu quân nhìn về phía mộ dung tuyết cười nói ra tay đi có thể mộ dung tuyết thực tế nghĩ không minh bạch lý chu quân cái này không thể người tu luyện hôm nay ở đâu ra dũng khí tại cái này khiêu khích chính mình bất quá lý chu quân đã tìm tai vạ vậy liền tác thành cho hắn cho nên mộ dung tuyết giờ phút này cũng không nói nhảm ngồi tại sơn chủ trên chỗ ngồi nàng nâng lên một cái trắng tinh tố thủ đầu ngón tay tại hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc từng cây ống ánh sáng long lanh băng thứ trước mặt mộ dung tuyết ngưng kết đi. Mộ dung tuyết môi son khẽ mở. Theo nàng thoại âm rơi xuống, tại hắn trước người ngưng kết từng cây băng thứ, như là bạo vũ lê hoa, hướng phía Lý Chu Quân phô thiên cái địa mà đi. Lý Chu Quân nhìn xem cái này bay tới lít nha lít nhít băng thứ, trong lòng vẫn là có chút chột dạ tới cực điểm. Nhưng hắn cắn răng một cái, nắm đấm nắm chặt, một quyền bỗng nhiên vung ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn cái gặp Lý Chu Quân cái này nhìn như thường thường không có gì lạ vung ra một quyền, thế mà xoắn nát hư không, phát ra một đạo đinh tai nhức ốc tiếng vang, mà những cái kia mộ dung tuyết ngưng kết băng thứ, cũng tại thời khắc này, toàn bộ tan thành mây khói. Làm sao có thể? Chúng sơn chủ nhìn trước mắt một màn, đều là khiếp sợ theo trên chỗ ngồi đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem còn duy trì ra quyền tư thế Lý Chu Quân. Mục Thái Vũ nhìn trước mắt một màn, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng gật đầu, xem như nhận đồng lý chu quân thực lực. Cái này Vân Cư Sơn chủ không phải tu luyện phế vật sao? Đúng a, à, đều là như thế truyền nhà, mà lại mộ dung sơn chủ một kích này nhìn như tùy ý, nhưng không có phản hư tu vi, thật không tiếp nổi, vị này Vân Cư Sơn chủ giấu thật đủ sâu a. À? Không chỉ có như thế, cái này Vân Cư Sơn chủ xuất thủ thời điểm không có chút nào sống linh khí, hẳn là hắn đi là thời kỳ thượng cổ, những cái kia luyện thể sĩ con đường vô cùng có khả năng giờ phút này tất cả đại sơn chủ nhao nhao nghị luận mà những cái kia đệ tử mới nhập môn thì là không dám thở mạnh sơn chủ cấp cường giả xuất thủ tán phát dư uy mặc dù có tông môn cao thủ xuất thủ ngăn cản nhưng cho dù là hình ảnh cũng yên nguyên nhượng bọn hắn tâm thần đều chấn bởi vì thực tế quá mạnh cái này tiếp xuống rồi lúc này lý chu quân chậm rãi thu thế trong lòng còn có chút chấn kinh hệ thống cái này chia năm năm năng lực là thật ngưu bức a à. ngươi vậy mà có thể tiếp được ta một kích này xem ra những năm này ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu chính mình mộ dung tuyết nhìn xem lý chu quân lúc này cũng nói lúc đầu nàng cũng chỉ là nghĩ đơn giản dọa một cái lý chu quân đến thời cơ tự nhiên là sẽ thu tay lại lại không nghĩ rằng sự tình đã ở ngoài dự liệu lý chu quân cái này gia hỏa lại là cái lão lục a giấu sâu như vậy đa tạ Lý Chu Quân cười nói: "Xem ra ta cũng không cần bận tâm cái gì, một chiêu phân thắng bại đi." Mộ Dung Tuyết đối lý Chu Quân nói: "Vui lòng đến cực điểm." Lý Chu Quân lúc này lòng tin tràn đầy, dù sao có cùng thế gian vạn vật chia 5 năm, năm năng lực nơi tay, tự mình ai cũng đánh không lại, ai cũng đánh không lại. Cho nên Mộ Dung Tuyết cũng liền tối đa cũng liền cùng mình đánh cái ngang tay, không có khả năng nói đánh bại tự mình. Thiên Lạc Phi Tuyết kiếm vô ngân. Mộ dung tuyết tuyết khẽ quát một tiếng, một đạo kiếm quang theo hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, thẳng hướng Lý Chu Quân mà đi. Mà theo đạo này kiếm quan xuất hiện đồng thời, toàn bộ thăng tiên đài bên trên, vậy mà đã nổi lên nói liên miên phi tuyết. Lại là mộ dung sơn chủ phi kiếm thần thông. Tốc độ thật nhanh. Cái này mộ dung sơn chủ tu vi, quả thật đạt đến hợp thể chi cảnh. Kiếm này nếu là nhằm vào bản sơn chủ, chỉ sợ bản sơn chủ hoàng hồn thời điểm đầu đã rơi xuống đất. Giờ phút này chúng sơn chủ nhìn xem đầy trời phi tuyết chấn kinh đồng thời, cũng nhìn về phía Lý Chu Quân, cũng không biết rõ vị này thâm tàn bất lộ Lý Sơn Chủ, có thể hay không đón lấy mộ dung sơn chủ phi kiếm thần thông. Ngay sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy Lý Chu Quân duỗi ra một cái tay trước người, chậm rãi so với một cái A, à, sau đó mộ dung tuyết kia kinh hồng một kích phi kiếm, cứ như vậy bị Lý Chu Quân giáp tại trong tay làm sao có thể? Cứ như vậy. Tiếp nhận. Vị này vân cư sơn chủ tu vi, tất nhiên cũng đạt tới hợp thể chi cảnh. Chúng sơn chủ kiến tình cảnh này, trong lòng có thể nói là sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, cái gặp Lý Chu Quân trên mặt cười ha hả, đem kẹp lấy phi kiếm vung tay lên. Phi kiếm kia liền một lần nữa bay thấp trở về mộ dung tuyết trong tay. Lý Chu Quân nhìn xem tay cầm phi kiếm mộ dung tuyết, cười tủng tỉm nói mộ dung sơn chủ như thế nào ta thua rồi mộ dung tuyết thu hồi phi kiếm thần sắc phức tạp nói lý chu quân mặc dù không có xuất thủ có thể hắn có thế hời hợt đón lấy tự mình mạnh nhất phi kiếm thần thông cái này nói rõ lý chu quân thực lực trên mình nhà đầu đi theo sư phụ ngươi hảo hảo tu luyện đi trước đó là ta sai rồi sư phụ của ngươi hoàn toàn chính xác có năng lực dạy bảo đồ đệ bất quá ngày sau sư phụ ngươi nếu là dám khi dễ ngươi liền tới Linh Tuyết Sơn tìm ta, ta giúp ngươi trút giận." Lúc này, Mộ Dung Tuyết đột nhiên nhìn về phía còn đang ngẩn người Tô Nam, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói: "Còn không đa tạ Mộ Dung Sơn chủ hậu ái." Lý Chu Quân cười nói, nhìn ra Mộ Dung Tuyết thật rất ưa thích Tô Nam tiểu nha đầu này a. À? "À, đa tạ Mộ Dung Sơn chủ." Tô Nam tại tự mình sư phụ nhắc nhở dưới, bận biểu hướng Mộ Dung Tuyết bái nói. Đồng thời, Tô Nam cũng thật cao hứng, bởi vì chính mình sư phụ, vậy mà thật là một vị siêu cấp cường giả. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Cao thủ bản thân tu dưỡng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiểu nha đầu không cần phải khách khí Mộ dung tuyết hướng về phía Tô Nam cười nói Sau đó, Lý Chu Quân ngồi xuống lần nữa sơn chủ chỗ ngồi Tô Nam thì là cung kính đứng ở một bên Giờ phút này chúng sơn chủ lại nhìn Lý Chu Quân, trong mắt lại không xem thường chi ý. Dù sao cái này gia hỏa, thế nhưng là mạnh như mộ dung sơn chủ bực này hợp thể cảnh đại tu sĩ, cũng thua ở hắn trong tay. Các ngươi ngày sau không thể trêu chọc Vân Cư Sơn chủ sư đồ, nếu không đừng trách bản tọa không xuất thủ cứu giúp." Lý Chu Quân bên cạnh Liễu Viêm, hướng mới vừa bái nhập Hỏa Phong Sơn chúng đệ tử truyền âm nói. "Làm sao có thể?" Trần Thiếu Hoa nghe thấy được liễu viêm truyền âm, trong lòng có thể nói là đáng chát đến cực điểm. Vốn cho rằng vân cư sơn chủ là cái phế vật, mình có thể tùy tiện nắm tô nam. Ai có thể nghĩ, cái này vân cư sơn chủ lại là đạo thiên tông bên trong siêu cấp lớn lão lục, một thân thực lực thậm chí ngay cả hỏa phong sơn chủ cũng kiên dè dạ không thôi. Nhớ hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Lý Chu Quân một cái. Mà lúc này Lý Chu Quân đã đang chờ đợi hệ thống phần thưởng đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công cùng mộ dung tuyết giao thủ thành công đổi mới chúng sơn chủ đối túc chủ nhận biết đinh hệ thống cấp cho ban thưởng thất phẩm phi kiếm ngạo tuyết đinh hệ thống cấp cho ban thưởng nguyên anh sơ kỳ tu vi đinh hệ thống cấp cho ban thưởng cực phẩm ngưng khí đang một cái phi kiếm ngạo tuyết hệ thống là túc chủ chế tạo riêng bản mệnh phi kiếm có được linh trí, huyển hóa năng lực, có thể giết địch tại ngoài vạn dặm, đã phóng đến túc chủ trong đan điền. Chú thích Này phương thế giới pháp bảo, đang dược theo thấp đến điểm cao là một tới cửu phẩm, phân biệt đối ứng luyện khí đến đại thư. Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Vi Thọ Nguyên có thể đạt tới ngàn năm tuế nguyệt, độn quan phi hành, xé trách hư không thuấn di, không đáng kể. Cực phẩm ngưng khí đan Có thể trợ giúp sắp luyện khí người, Ngưng tụ tinh khiết nhất thiên địa linh khí, Túc chủ có thế tùy thời rút ra. Hệ thống, nếu không ngươi tuyên bố cái nhiệm vụ, để cho ta cùng tông chủ cũng đánh một trận a. Lý Chu Quân nhìn xem hệ thống phát ra ban thưởng, hai con mắt đã biến thành hệ thống hình dạng, chỉ thiếu chút nữa chảy chảy nước miếng. Đinh. Túc chủ chẳng lẽ nghĩ trở thành lửng mật, không phải đang đánh nhau, chính là đang đánh nhau trên đường sao? Đinh. Bên này đề nghị túc chủ có chút cao thủ phong phạm, hệ thống đã xem cao thủ bản thân tu dưỡng miễn phí đưa tặng cho túc chủ. Cái này mẹ nó chính là trang bức bách khoa toàn thư A. Lý Chu Quân nhìn xem trong đầu, đột nhiên xuất hiện 1.800 loại này trang bức chi pháp, khóe miệng nhìn không được kéo ra. Cái này 100.800 loại này trang bức chi pháp, có thể nói là biến hóa khó lường, ảo diệu vô tận, nhưng tổng thể cũng không thể rời đi trang bức hai chữ đang lúc Lý Chu Quân nhìn xem cao thủ bản thân tu dưỡng, say sưa ngon lành, dần vào giai cảnh thời điểm, chúng sơn chủ chọn lựa hài lòng đệ tử, cũng chọn không sai biệt lắm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trận này đạo thiên tông chiêu thu đệ tử đại hội, đã tới gần cuối. Thăng tiên đài bên trên, những cái kia không có bị tất cả đại sơn chủ coi trọng đệ tử, trong lòng đều là đáng chát không gì sánh được. Có vẻ mặt giá trị xuất chúng đệ tử, cho dù là chỉ có trung phẩm linh căn tư chất, nhưng vẫn là có sơn chủ đem bọn hắn chọn lựa trở thành nội môn đệ tử. Cho nên nói, bỏ mặt ở đâu, vẻ mặt giá trị cũng rất trọng yếu a. À. Dù sao dáng dấp bình thường, người ta đại lão cũng sẽ không cảm thấy thuận mắt, lại càng không cần phải nói chập mắt duyên. Lúc này, thân là tông chủ Mục Thái Vũ chậm rãi đứng dậy, hướng về phía thăng tiên đài trên một đám thiếu niên thiếu nữ nói: Các ngươi dù chưa bị tất cả đại sơn chủ coi trọng, nhưng cũng không cần nhục chí. Các ngươi có thể đứng trên Thăng Tiên Đài, liền đủ để chứng minh các ngươi là thanh châu bên trên, thiên tư không tệ cái đám kia người, nhập tìm Long Cốc về sau hảo hảo tu luyện, yên nguyên có cơ hội trở thành nội môn đệ tử, các ngươi minh bạch. Chúng ta minh bạch. Thăng Tiên Đài trên thiếu niên thiếu nữ như điên cuồng cùng kêu lên quát. Tìm Long Cốc chính là đạo Thiên Tông ngoại môn đệ tử chỗ tu hành địa phương. Tìm Long Cốc chủ, mang bọn hắn trở về đi. Mục Thái Vũ nhìn về phía một vị lão giả cười nói. Lão hũ minh bạch. Tìm Long cốc chủ cười nói, sau đó cái gặp hắn vung tay lên, một cổ mênh mông cuồn cuộn đại phong, trực tiếp cuốn lên thăng tiên đại trên mấy trăm đệ tử về sau, hắn mang theo những đệ tử này trực tiếp biến mất chân trời. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Quá mạnh. Một đám bị tuyển nhập nội môn đệ tử mới thấy thế, nhao nhao cảm khái nói, đồng thời bọn hắn trong mắt tràn ngập hy vọng chi sắc. Có lẽ tại tương lai, bọn hắn cũng có thể trở thành dạng này cường giả." Tông chủ cáo từ. Lúc này có Sơn chủ hướng Mục Thái Vũ cáo từ nói. Mục Thái Vũ cũng là cười gật gật đầu đáp lại. Sau đó những này Sơn chủ cũng là phất ống tay áo một cái, trực tiếp mang theo tự mình núi đệ tử, quay trở về tự mình đạo trường. Tông chủ cáo từ. Lý Chu Quân cũng hướng Mục Thái Vũ cáo từ một tiếng. Mục Thái Vũ mỉm cười cười nói: vân cư sơn chủ, lần này còn cần đi xuống núi sao? Ha ha ha, dĩ nhiên không phải. Lý Chu Quân cười ha ha một tiếng. Dù sao thu đệ tử, không mua để cho ta đệ tử này lại theo ta đi xuống núi thôi. Thoại âm rơi xuống, Lý Chu Quân tâm niệm vừa động. Lập tức hắn trong đan điền ngạo tuyết phi kiếm, xuất hiện lại lơ lửng tại Lý Chu Quân trước người. Thất phẩm bản mệnh phi kiếm. T cái này vân cư sơn chủ quả nhiên là hợp thể chi cảnh kiếm tiên. Không tệ, chỉ có hợp thể cảnh kiếm tiên, khả năng tế luyện ra thất phẩm bản mệnh phi kiếm. Chúng sơn chủ kiến hình, nhào nhào cảm khái nói. Mộ dung tuyết thấy thế, thần sắc đắng chát. Nàng cùng Lý Chu Quân cùng là kiếm tu, có thể Lý Chu Quân vẫn còn không động bản mệnh phi kiếm, liền có thể đón lấy tự mình một kích mạnh nhất. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tự mình bây giờ 200 tuổi, cái này Lý Chu Quân cũng bất quá mới hơn 40 tuổi a. À? Dạng này so sánh, khác biệt lớn hơn a. À? Mục Thái Vũ lúc này nhìn xem Lý Chu Quân ngạo tuyết phi kiếm, cũng là nhìn không được cảm khái nói. 40 tuổi, hợp thể cảnh tu vi, Vân Cư Sơn chủ thiên tư vô song, chính là ta cũng xấu hổ mấy phần. Tông chủ quá khen. Lý Chu Quân cười nói. Tô Nam chính nhìn xem sư phụ, cùng nhất tông chi chủ Mục Thái Vũ nói chuyện có đến có quay về trong nháy mắt nhìn không được kiêu ngạo dơ lên nhỏ lòng ngực. Quả nhiên lão cha nói lời không sai, càng là nhìn người bình thường, càng là siêu cấp cường giả. Có cơ hội, ta tìm vân cư sơn chủ uống rượu mấy chén, vân cư sơn chủ có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt a. À? Mục Thái Vũ cười nói. Tông chủ đại giá vân cư sơn, chu quân hoàng nghênh còn đến không kịp, làm sao dám cự tuyệt đây? Lý chu quân cười nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Mục Thái Vũ một lời chú ý định nói. Cùng lúc đó, còn chưa đi Liễu Viêm, tại nhìn thấy Lý Chu Quân lộ ra thất phẩm bản mệnh phi kiếm về sau, thần sắc biến đổi, thầm nghĩ Lý Chu Quân cái này lão lục, sau đó sẽ không phải tìm bản tọa tính sổ sách a, dù sao bản tọa trước đó thế nhưng là không ít nói móc hắn. Nghĩ tới đây, Liễu Viêm mang theo tự mình mới vừa bái nhập hỏa phong sơn nhóm đệ tử, chào hỏi cũng không đánh, liền vội vã ly khai hiện trường. Đinh kiểm trắc đến lúc trước nói móc túc chủ hỏa phong sơn chủ đã chạy trốn, hệ thống tuân theo phạm ta túc chủ người, mặc dù xa tất làm nguyên tắc, hiện tuyên bố nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày túc chủ đi hỏa phong sơn tìm hỏa phong sơn chủ đỏ sức đỏ sức, hoàn thành nhiệm vụ túc chủ đem thu hoạch được phong cách ban thưởng. Nghe thấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, Lý Chu Quân ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua liễu viêm rời đi phương hướng. Mục Thái Vũ thấy thế, thì là cười cười, cái này hỏa phong sơn chủ liễu viêm tính tình rất lớn, có người ép một chút, cũng là cực tốt, nếu không tương lai vô cùng có khả năng đúc thành sai lầm lớn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08 Lão Lục Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tông chủ, ta liền cáo từ trước. Lúc này, Lý Chu Quân hướng Mục Thái Vũ nói. Lý Sơn chủ đi thông thả. Mục Thái Vũ cười nói, sau đó, Lý Chu Quân mang theo Tô Nam, dẫm lên ngạo tuyết phi kiếm, tại một đám sơn chủ cảm khái ánh mắt bên trong, hướng vân cư sơn bay đi. Tầng mây bên trong Lần thứ nhất bay trên trời cao Tô Nam, tại trải qua ngắn ngủi sợ hãi qua đi, nhìn xem dưới chân đạo thiên tông đẹp luôn tuyệt luôn cảnh sắc, nàng nhìn không được hỏi sau lưng thanh sam bồng bền, đứng chấp tay Lý Chu Quân hỏi. Sư phụ, cái gì thời điểm ta mới có thể ngự kiếm phi hành a? À? Lý Chu Quân cười nói đợi ngươi tu vi có cái luyện khí sáu tầng, liền đủ để chèo chống ngắn mũi ngự kiếm phi hành. Tốt. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước. đảo mắt, Lý Chu Quân khống chế ngạo tuyết phi kiếm, rơi vào vân cư sơn trên đỉnh vân cư cung trong sân. Hoa, wow, sư phụ, như thế lớn cung điện, trước kia chỉ một mình ngươi ở sao? Tô Nam nhìn xem trống trải hùng vĩ vân cư cung, khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ hỏi. đúng vậy a. À bất quá sau này liền có thêm một người. Lý Chu Quân gật gật đầu. Sư phụ, vậy ta tối nay ngủ đây. Tô Nam chớp chớp như nước trong veo mắt to. Ha 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 coi trọng đâu, liền ngủ đâu. Lý Chu Quân bị Tô Nam bộ dáng khả ái chọc cười. Quá tốt rồi. Tô Nam cũng ngây thơ chân thành cười. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, vi sư đi làm bữa cơm, ngày mai lại bắt đầu dạy ngươi tu hành. Lý Chu Quân nói: Tô Nam mở to hai mắt nhìn nói: "Sư phụ, giống như ngươi cường giả, còn có thể nấu cơm sao? Nếu không vẫn là để ta làm cơm đi, vừa vặn nhường sư phụ nếm thử tay nghề của ta." Lý Chu Quân cười ha hả nói: "Hiếm thấy ngươi có phần này tâm ý, vậy thì tốt, ngươi đi đi." Tô Nam khuôn mặt nhỏ sửng sốt. "Không phải đâu, người sư phụ này có chút không theo sáo lộ ra bài a." À một canh giờ sau. Vân cư cung thiên điện. Trên bàn cơm. Lý Chu Quân nhìn trước mắt trên bàn, sơn đen mà đen mỹ thực, cả người rơi vào trầm tư. Tô Nam khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đứng ở một bên. Cái này đồ vật, ngươi xác định nó có thể ăn sao? Lý Chu Quân khóe miệng giật một cái nói. Ngươi nha đầu này ngày đầu tiên lên núi, liền muốn mưu hại vi sư A. Cái gì đó, mặc dù là lần thứ nhất nấu cơm, nhưng ta rất dụng tâm. Tô Năm nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tự hồ có chút không vui, cầm lấy đuổi liền nếm thử một miếng tự mình làm đồ ăn. Sau một khắc, Tô Nam toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, đen. Ăn ngon không? Lý Chu Quân hiếu kỳ hỏi. Ừm. Tô Nam chật vật gật gật đầu, sau một khắc, nàng quay đầu liền nhã. Lý Chu Quân. Sư phụ, nếu không ngươi nếm thử. Kỳ thật, thật còn không tệ. Quẹ. Tô Nam nói, đầu lại nghiêng qua một bên ói ra. Lý Chu Quân một bộ tin ngươi cái quỷ bộ dáng, đứng dậy hướng đi thiên điện bên ngoài. Sau đó Lý Chu Quân một cái bước xa, bước trong mây cư núi trong rừng. Tại trong rừng xuyên thẳng qua một một lát qua đi, Lý Chu Quân tìm được một cái ngay tại dưới cây, khanh khách đi. Khanh khách đi, gà mái. Khanh khách đi, ngươi cái phế vật sơn chủ, lại tới thèm lão nương thân thể a. À. Gà mái trông thấy Lý Chu Quân về sau, lập tức một tấm gà trên mặt, tràn đầy chế giễu. Lý Chu Quân nghe vậy, lập tức mặt đều đen. 40 năm a, à, cái này gà mái thời gian trôi qua thật là phách lối vô cùng. Cái đồ chơi này vốn là tự mình sư phụ xảy ra chuyện trước, theo dưới núi bắt đến, muốn cho tự mình bổ thân thể, ai có thể nghĩ tự mình sư phụ ở phía sau đến chết tại đại chiến bên trong. Cái này gà mái cũng tránh thoát trên chân trói rơm rạ, giấu vào cái này khắp nơi linh dược vân cư sơn trong rừng. Thẳng đến mấy năm sau, Lý Chu Quân lần nữa gặp được cái này gà mái, muốn đem nó bắt về nấu canh uống, ai có thể nghĩ, cái này gà mái lại có luyện khí ba tầng tu vi. Cái kia còn dùng nghĩ, lúc ấy phạm nhân một cái Lý Chu Quân, trực tiếp bị gà mái đuổi trong núi chạy trối chết. Đáng giận hơn là, từ đó về sau, cái này gà mái chỉ cần bị trong núi cái khác yêu quái ức hiếp, liền sẽ chạy đi tìm đến Lý Chu Quân trút giận, ổn thỏa coi Lý Chu Quân là thành nơi trút giận, gặp cảnh khốn cùng a. À. Càng khiến người ta ngoài ý liệu là, đến bây giờ, cái này gà mái tu vi đột phá trúc cơ cảnh, có thể đạo nhân nói. Lý Chu Quân trong lòng biết rõ, cái này gà mái nếu không phải bận tâm tự mình Vân Cư Sơn chủ thân phận, đã sớm đem chính mình cái này phạm nhân giết. Mặc dù nói một cái sơn chủ bị kê yêu dết đạo thiên tông mặc dù sẽ cảm thấy mất mặt nhưng cũng không thể buông tha gà mái hiển nhiên gà mái cũng là biết rõ điểm này cho nên nó tối đa cũng liền ức hiếp ức hiếp ăn cướp ăn cướp lý chu quân đinh hệ thống phát hiện ác bá gà mái tuyên bố nhiệm vụ túc chủ đem gà mái đem ra công lý ban thưởng túc chủ áo lương gà nướng gia vị một phần nghe được hệ thống lý chu quân hai mắt sáng lên nhìn xem gà mái áo lương gà nướng a. À. Kia là rất xa xôi hương vị. Cùng lúc đó, gà mái bị Lý Chu Quân cái này nhãn thần thấy là giận tím mặt. Ngươi cái củi mục, xem lão nương dùng chính là cái gì nhãn thần? Có phải hay không muốn chết? Nói được đằng sau, gà mái Long Vũ cũng từng cây dựng đứng lên. Xem đủ mọi màu sắc gà trống lớn. Lý Chu Quân đột nhiên hướng gà mái phía sau một chỉ. Gà mái lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đột nhiên theo Lý Chu Quân chỉ địa phương quay đầu nhìn lại. Bành. Một đạo ngột ngạc tiếng vang, gà mái chỉ cảm thấy tự mình phần gáy chịu một ám côn. Nó quay đầu lại phát hiện, Lý Chu Quân trong tay đang cao cao dơ một cái gậy gỗ, trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Người cái lão lục. Gà mái gian nan nói xong một câu, trước mắt tối đen, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Đinh. Mất mặt A à Túc Chủ, ngươi mẹ nó hiện tại tốt xấu cũng có nguyên anh tu vi cứ như vậy ưa thích làm lão lục sao bổn hệ thống truyền cho ngươi cao thủ bản thân tu dưỡng ngươi thấy đi nơi nào lão lục vui vẻ ngươi không hiểu hắc hắc lý chu quân cười hắc hắc vứt xuống trong tay gậy gỗ một cái nhấc lên gà mái chân nói hệ thống ta gia vị đâu đinh hệ thống cấp cho ban thưởng áo lương gà nướng gia vị một phần áo lương gà nướng gia vị Siêu ăn ngon đồ vật, Túc chủ có thể tùy thời rút ra. Đinh. Mặc dù Túc chủ trước kia là người bình thường, không dùng đến trữ vật pháp bảo, nhưng bây giờ Túc chủ đã có tu vi, bên này đề nghị Túc chủ trị cái trữ vật bảo bối, đến thời điểm hệ thống ban thưởng có thể trực tiếp cấp cho không gian trữ vật bên trong. Cái này còn không đơn giản. Lý Chu Quân tại chỗ từ trong ngực lấy ra năm cái trữ vật giới chỉ, toàn bộ tế luyện sau đó mang theo trong đó một cái khảm nạm bảo thạch màu lam trữ vật giới chỉ bên phải trên tay. Sau đó, Lý Chu Quân ánh mắt đặt ở đã hôn mê gà mái trên thân, lộ ra không thôi thần sắc. Mặc dù ngươi khi dễ bản sơn chủ 40 năm, ta và ngươi cũng có tình cảm, nếu không đợi chút nữa liền nhiều hơn một mồi lửa đi. Gà mái nếu là thanh tĩnh, nghe được Lý Chu Quân lời này, cũng không biết rõ có thể hay không nhảy dựng lên hát một câu, nghe ta nói cảm ơn ngươi sau nửa canh giờ lý chu quân cầm bị một cái nhánh cây chuỗi lấy áo lương gà nướng xuất hiện ở thiên điện bên trong vừa vào cửa liền bị nhào cái đầy cõi lòng ngươi nha đầu này làm gì vậy lý chu quân kinh ngạc nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu ô ô ô ta coi là sư phụ ngươi bị ta làm đồ ăn khí đến không để ý tới ta tiểu nha đầu khóc lê hoa đái vũ lý chu quân khóe miệng giật một cái mặc dù ngươi làm hắc ám xử lý xác thực dọa người, nhưng vi sư không phải là người như thế, tối đa cũng liền lấy ra tự mình làm đồ ăn, ở trước mặt trào phúng một cái ngươi mà thôi, làm sao lại không cần ngươi chứ? Tô Nam Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương không chính. Buông ra những cái kia gạo, để cho ta tới Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tô Nam trải qua ngắn mũi im lặng về sau, ánh mắt nhìn về phía lý chu quân trong tay áo lương gà nướng một đôi trong mắt to lộ ra quang mang nói oa wow. sư phụ thơm quá a à? lý chu quân cười nói đó là đương nhiên sư phụ ngươi ta vừa ra tay liền biết rõ có hay không cái này thế nhưng là một cái trúc cơ cảnh gà ngươi ăn đùi gà là đủ rồi ăn nhiều đối thân thể không tốt nói xong lý chu quân giật một cái đùi gà cho tô nam về sau tự mình đi tới bên cạnh bạn ngồi xuống bắt đầu tạo bắt đầu. Áo lương gà nướng lối vào, lập tức một loại đã lâu hương vị, tràn ngập Lý Chu Quân vị giác. Nhớ kỹ lần trước ăn áo lương gà nướng, vẫn là lần trước. Mà lên một lần thời điểm, tự mình còn tại trên địa cầu, không có bị xuyên việt tới đây chứ. Cùng lúc đó, Tô Nam nhìn xem trong tay đùi gà, lại nhìn Lý Chu Quân trong tay hơn phân nửa con gà, trong lòng yên lặng chửi bậy nói. Quả nhiên là thân sư phụ a lập tức tô nam cắn một cái trong tay đùi gà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sửng sốt. Tốt ăn ngon. Không chỉ có như thế, nàng còn rõ ràng cảm giác được, theo thịt gà lối vào, còn có một cổ nhu hòa năng lượng, tiến vào của mình tứ chi bách hài, phản phất để cho mình đưa thân vào trong ôn tuyền cảm giác. Trúc cơ cảnh gà, chính là kê yêu a. À. Tô nam đối với tu hành người, còn có yêu quái cảnh giới, trước kia tại một quyển sách bên trên có qua giải nghe nói trúc cơ cảnh yêu quái, đã có thể miệng nói tiếng người, tại có địa phương thậm chí sẽ bị mọi người xem như sơn thần cung phụng. Nhưng hôm nay, sư phụ của mình lại đem trúc cơ cảnh kê yêu, là phổ thông gà nướng, từ nơi này cũng có thể thấy được, sư phụ của mình là làm chi không thẹn cường giả. Đương nhiên, Tô Nam không biết đến là, nàng trong tay cái này gà, là Lý Chu Quân là lão lục săn giết. Chỉ bất quá Tô Nam ăn ăn trong tay đùi gà, cái mũi lại bất tri bất giác chảy ra hai đạo tiên huyết. Lại sau đó, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Ăn chính hương Lý Chu Quân trông thấy một màn này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tốt gia hỏa, một cái đùi gà vẫn là quá bổ a. À, lần sau nhường nha đầu này ăn phao câu gà liền phải. Lời tuy như thế, nhưng Lý Chu Quân vẫn là đem tô nam tiến vào một cái phòng, nhường nàng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tô nam chậm rãi mở mắt ra, theo vân cư cung một gian nhà bên trong tỉnh táo lại. Ai, thơm quá a. À. Mới vừa tỉnh lại, còn có chút đầu óc tỉnh tỉnh Tô Nam, tại nghe được một mùi thơm về sau, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, xoay người xuống giường, liền ra gian phòng. Vừa ra khỏi phòng, Tô Nam tìm lấy mùi thơm, đi tới phòng bếp. Lúc này Lý Chu Quân đang ngồi ở củi lửa đóng bên cạnh, hết sức chuyên chú đốt lửa. Tô Nam nhìn xem bị màu quýt ánh lửa, chiếu rọi ở trên mặt Lý Chu Quân, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Tự mình sư phụ thân là đương thời cường giả, tu vi tất nhiên sớm đã đến tích cốc cảnh giới, nhưng hôm nay lại nguyện ý vì mình mới nhập môn đồ để buông xuống tư thái thổi lửa nấu cơm, này làm sao có thế không khiến người ta cảm động. Đồng thời, Tô Nam cũng rất may mắn, tự mình lúc ấy kiên định lựa chọn Lý Chu Quân, không phải vậy bỏ qua tốt như vậy sư phụ, đi đâu mà tìm đây. Ai u, tiểu nha đầu ngươi đã tỉnh a? lý chu quân nhìn xem đột nhiên xuất hiện tô nam cười nói ngày hôm qua đùi gà quá bổ ngươi ăn hai cái liền bổ choáng vi sư trải qua một đêm suy nghĩ quyết định lần sau ăn gà vi sư chỉ có thể rưng rưng cho ngươi lưu một cái phao câu gà tô nam tạ ơn sư phụ tô nam im lặng về sau lại phát ra từ nội tâm nói bởi vì nàng có thể cảm giác được sư phụ của mình là thật muốn tốt cho mình lý chu quân sững sờ Tiểu nha đầu, ngươi như thế thích ăn phao câu gà a? À? Tô Nam. Sư phụ, ta xem như biết rõ, vì cái gì dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ta nhưng không có sư nương." Tô Nam toét miệng nói. Lý Chu Quân kinh ngạc nói: "Vì cái gì?" "Bởi vì sư phụ ngươi lớn há miệng." Tô Nam nghiêm túc nói. Lý Chu Quân nhíu mày. "Ngươi không phải cũng lớn há miệng sao? Chẳng lẽ lại ngươi có hai tấm?" Tô Nam. Tô Nam thề, tự mình theo xuất sinh đến bây giờ, cũng không có hôm nay như thế im lặng qua. Sau đó nàng ánh mắt đặt ở bếp lò nội đất bên trên, nói sang chuyện khác. Sư phụ, ngươi đang làm cái gì a? À? làm sao thơm như vậy? Vi sư đây không phải sợ ngươi bắt đầu nấu cơm sao? Liền sớm đến phòng bếp làm một nồi rau xanh cháo thịt nạc. Lý Chu Quân cười nói. Tô Nam. A a a a sắp điên á lão nương làm đồ ăn có khó ăn như vậy sao thời khắc này tô nam nội tâm rất ủy khuất cho nên nàng quyết định chờ sau đó muốn rưng rưng làm xong hỗn loạn cặn bã cũng không cho sư phụ lưu qua một một lát sau cháo tốt tô nam cầm bát dùng thì múc tràn đầy một bát cháo thế nhưng là ăn một nửa tô nam cái mũi lại toát ra máu nàng đầu óc chóng mặt nhìn về phía lý chu quân nói sư phụ những này thịt nạc, không phải là ngày hôm qua ăn thừa kê ba. Lý Chu Quân gật đầu nói. Đúng a, à, không thể lãng phí lương thực nha. Mai nở hai độ a. À. Tô Nam khóe miệng giật một cái, nói xong, lại cho bổ hôn mê bất tỉnh, ngã xuống trác bên trên. Lý Chu Quân nhìn xem một màn này, một mặt thổn thức lắc đầu. Tốt gia hỏa, nhà đầu này chính là ăn phao câu gà mệnh a. À sau đó tự mình một người yên lặng đem cháo sau khi ăn xong lại lần nữa đem tô nam ông trở về gian phòng thẳng đến buổi chiều tô nam mới thanh tĩnh lại mở mắt ra tô nam chuyện thứ nhất chính là cho tự mình định ra một cái mục tiêu nhỏ đó chính là tự mình học được nấu cơm ăn không có biện pháp sư phụ cho yêu quá nặng nề ăn một lần bổ choáng một lần đến thời điểm tự mình còn không phải trở thành đạo thiên tông trong lịch sử cái thứ nhất bổ chết người cái này nhiều mất mặt a à? két két cửa gian phòng bị đẩy ra lý chu quân đi đến nhìn xem thanh tĩnh tô nam cười nói nha đầu ngủ một ngày có đói bụng không đói bụng vi sư nấu cơm cho ngươi ăn đừng sư phụ ta tuyệt không đói tô nam nghe xong lời này thần sắc lập tức biến đổi mặc dù sư phụ làm cơm rất ăn ngon nhưng là ăn một lần choáng một lần cái này ai chịu nổi a à? vậy nhưng tiếc, vi sư hôm nay nắm cái con thỏ, đang chuẩn bị làm thịt kho tàu thịt thỏ đây. Lý Chu Quân bất đắc dĩ nói. Kia con thỏ, có tu vi sao? Tô Nam nghĩ đến tự mình sư phụ tay nghề, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Yên tâm đi, cũng liền luyện khí chín tầng tu vi. Lý Chu Quân cười nói. Vi sư khống chế tốt lượng, lần này ngươi chắc chắn sẽ không bổ ngất đi. Sư phụ, phóng nhiều cây tô nam không hăng hái xoa xoa khóe miệng chảy ra nước bọt nói không có vấn đề lý chu quân cười nói một canh giờ sau ăn vài miếng thịt thỏ tô nam trực tiếp ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai sáng ngày thứ hai tô nam tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là chạy đến phòng bếp sau đó liền thấy đang muốn nấu cháo lý chu quân nàng thần sắc kịch biến nói sư phụ buông ra những cái kia gạo để cho ta tới tốt a. À. Lý Chu Quân sửng sốt một cái, vẫn là đáp ứng tô Nam. Cũng không biết rõ cái gì tình huống, lần thứ nhất làm cháu tô Nam, làm ra cháu bề ngoài vậy mà cực kỳ tốt. Tô Nam lướt qua một ngụm về sau, hương vị không tệ, lập tức nàng liền hai mắt lưng trồng lên, tự mình cái này đáng chết cầu sinh sống a. À? Nửa nén hương sau, ăn xong cháu Lý Chu Quân buông xuống bát đổ hướng tô Nam cười nói, cháu hương vị không tệ có tiến bộ ô ô đều là sư phụ dạy thật tốt tô nam giờ phút này thật muốn khóc làm cái này hỗn loạn cũng không dễ dàng a à. tự mình thế nhưng là từng bước một phi thường cẩn thận nghiêm túc làm xong lý chu quân nghe vậy cười một tiếng nói được rồi ngươi nha đầu này đừng vút nịnh bợ lúc đầu vi sư hôm qua liền muốn truyền cho ngươi tu luyện pháp môn đáng tiếc ngươi ngủ một ngày đợi chút nữa đến vân cư điện vi sư hôm nay đem tu hành pháp môn truyền cho ngươi đa tả sư phụ. Nghe được sư phụ muốn bắt đầu dạy mình tu luyện, Tô nằm lúc đầu emo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt hưng phấn lên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Thăm hỏa phong sơn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Vân cư điện Đây là trữ vật giới chỉ, người chân truyền đệ tử áo bào, ngọc bội vi sư đều đặt ở bên trong. Lý Chu Quân xuất ra một cái trữ vật giới chỉ, giao cho tô nam tô nam nhìn xem trong tay chiếc nhẫn khuôn mặt nhỏ lập tức đắng chát không phải đâu sư phụ ta không có tu vi không có thần thức bên trong đồ vật ta cũng không bỏ ra nổi đến a à. vội cái gì làm vi sư đệ tử vi sư đương nhiên có thể cam đoan ngươi lần thứ nhất tu luyện liền có thể đột phá luyện khí một tầng đản sinh thần thức lý chu quân ngạo nghễ nói nói đi lý chu quân đưa ngón trỏ ra tại tô nam mi tâm một điểm sau đó liền đem huyền minh tâm kinh truyền vào Tô Nam trong ốc. Tô Nam giờ phút này chỉ cảm thấy đầu một mộng, sau đó trong đầu liền xuất hiện một phần tên là huyền minh tâm kinh công pháp. Công pháp này chính là hiện nay trên đời, hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp công pháp, cùng người thánh phẩm băng linh căng có thể nói là lẫn nhau chiếu rọi. Lý Chu Quân cười nói. Đệ tử đa tạ sư phụ. Tô Nam kích động hướng Lý Chu Quân nói. Lý Chu Quân khoát tay áo nói. Ngươi nha đầu này, cùng vi sư khách khí cái gì đây? Bởi vì cái gọi là một ngày vi sư chung thân vi phụ, vi sư cũng coi là cha ngươi, cũng không cần khách khí như vậy. Tô Nam Cùng lúc đó, Lý Chu Quân lại từ trong ngực lục lọi ra, hệ thống ban thưởng cực phẩm ngưng khí đan, đưa cho Tô Nam nói. Đợi chút nữa ngươi dựa theo công pháp lúc tu luyện, phục dụng đan này, tăng thêm ngươi ngày hôm qua ăn những cái kia vật đại bổ, đủ để đột phá luyện khí một tầng. Tạ ơn sư phụ. Tô Nam tiếp nhận Lý Chu Quân trong tay đang dược về sau, lại hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, vậy ta nếu là hôm nay không có đột phá luyện khí một tầng lặc? Không có đột phá luyện khí một tầng A. À? Lý Chu Quân sờ lên cái cằm. Đó chính là bổ không đủ, vi sư lại đi cho ngươi chuẩn bị một chút vật đại bổ. Tô Nam nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức biến sắc. Sư phụ yên tâm, hôm nay ta nhất định có thể đột phá luyện khí một tầng không tệ không tệ không hổ là bản sơn chủ đồ đệ có hùng tâm tráng chí lý chu quân thấy thế hài lòng gật đầu nói tô nam khóc không ra nước mắt ta có cái trắm hùng tâm tráng chí a à? còn không phải bị sư phụ ngươi ép ăn một lần choáng một lần cái này ai có thể chịu nổi a à? tốt ngay ở chỗ này bắt đầu ngươi lần thứ nhất tu luyện đi vì sư giúp ngươi hộ pháp Lý Chu Quân chỉ chỉ bên cạnh bồ đoàn, cười nói. Được. Tô Nam gật gật đầu, lập tức xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ăn vào cực phẩm ngưng khí đang về sau, nhắm mắt bắt đầu dựa theo huyền minh tâm kinh, tu luyện. Bất quá nửa nén hương thời gian. Ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên Tô Nam quanh thân, vốn là mắt thường không thể gặp linh khí, hội tụ cùng một chỗ, trở nên mây mù lượng lờ, sấn thác Tô Nam tự như trên trời trích tiên, ngã xuống phàm trần. Lý Chu Quân thấy thế, gật đầu nói: "Tiểu nha đầu này, không hổ là thánh phẩm băng linh căn a, à, cái này làm ra động tĩnh, chỉ sợ nàng một sinh ra khí cảm, liền không chỉ là luyện khí một tầng đi." Rốt cục, tại hai canh giờ qua đi, Tô Nam chậm rãi mở hai mắt ra, nàng quanh thân lượng lờ linh khí cũng chậm rãi tán đi. Thật kỳ diệu cảm giác. Mở mắt ra Tô Nam có thể cảm giác được rõ ràng, tại tự mình trong đan điền có một cổ ấm áp năng lượng tụ tập, chắc hẳn đây chính là tu sĩ ngưng tụ tại thể nội linh lực đi. Không chỉ có như thế. Tô Nam còn phát hiện, mình bây giờ, cùng hai giờ trước tự mình so ra, tự hồ thân thể nhẹ không ít, lực khí cũng lớn rất nhiều. Không tệ, lần thứ nhất tu luyện, ngươi đã đột phá đến luyện khí ba tầng. Lúc này, Lý Chu Quân chậm rãi mở miệng nói chuyện. Đều là sư phụ dạy thật tốt. Tô Nam ngòn ngọt cười. Lý Chu Quân nhìn xem tiểu nha đầu bộ dáng, sờ lên đầu của nàng tử, yêu chiều cười cười sau nói. Được rồi, ngươi chính là ở đây vẫn chắc một cái tu vi, vì sư muốn ra cửa xử lý một số chuyện. Lý Chu Quân nói sự tình, chính là hệ thống ban bố nhiệm vụ, tìm hỏa phong sơn chủ liễu viêm, tâm sự nhân sinh, đỏ sức đỏ sức. Được rồi sư phụ, ngươi yên tâm đi thôi. Lúc này Tô Nam ngoan ngoãn gật đầu nói. Ừm lý chu quân lên tiếng về sau thân hình liền đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới hỏa phong sơn chân núi vừa đến địa phương lý chu quân liền phát giác cho dù chỉ là tại hỏa phong sơn chân núi nhiệt độ cũng cao dọa người sau đó lý chu quân đánh giá vài lần hỏa phong sơn đập vào mắt chỗ đều là màu lửa đỏ phong diệp cùng lúc đó hỏa phong sơn dưới hôm nay phụ trách phòng thủ sơn môn nội môn đệ tử đơn giản tới nói, cũng chính là canh cổng đệ tử, lúc này cũng phát hiện Lý Chu Quân. Khi tiền bối là ai? Không biết rõ, nhưng là có thể trống rỗng xuất hiện nơi đây, tối thiểu nhất cũng có nguyên anh cảnh tu vi. Các ngươi mắt mù sao? Không nhìn thấy vân cư sơn chủ bên hông sơn chủ ngọc bài sao? Cái gì? Vân cư sơn chủ. Cái kia củi mục. Ngươi cái này khờ bao, để ngươi cả ngày sẽ chỉ uống tại gian phòng đánh bài poker, hiện tại ngu xuẩn đi, nói cho ngươi ngay tại hôm trước, vân cư sơn chủ chiến thắng chúng ta sơn chủ cũng đánh không lại mộ dung sơn chủ. cái gì? không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. ngươi là đang lừa ta a? À? người ta nhưng không có lừa ngươi, vân cư sơn chủ đích thật là một vị siêu cấp đại năng. trước đó nhóm chúng ta cũng bị vân cư sơn chủ ngụy trang, cho lừa gạt. Phóc, vậy chúng ta còn ở nơi này trò chuyện cái gì? Còn không bái kiến Vân cư sơn chủ. Hỏa Phong sơn canh cổng nhóm đệ tử kịp phản ứng về sau, vội vàng hướng Lý Chu Quân bái nói. Chúng ta gặp qua Vân cư sơn chủ. Miễn lễ. Lý Chu Quân cười nói. Những đệ tử này lúc trước trò chuyện, kỳ thật đã một chữ không kém rơi vào Lý Chu Quân trong lỗ tai. Bất quá Lý Chu Quân thân là sơn chủ, cũng không có khả năng cùng mấy cái này canh cổng đệ tử so đo cái gì làm phiền các ngươi đi thông báo các ngươi sơn chủ một tiếng, liền nói vân cư sơn chủ tới chơi. Lý Chu Quân cười nói. Đệ tử cái này đi bẩm báo. Có vị canh cổng đệ tử đối Lý Chu Quân cung kính nói. Đa tạ. Lý Chu Quân cười nói. Sau đó hắn liền cười tủm tỉm đứng tại hỏa phong sơn sơn môn bên cạnh, khiến cho còn lại canh cổng đệ tử cái tráng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hỏa phong sơn. Hỏa phong điện. Thời khắc này Liễu Viêm, ngay tại truyền thụ tự mình tân thu chân truyền đệ tử Diệp Vũ, tu hành tri thức. Đột nhiên đại điện truyền ra ngoài tới kia chạy tới canh cổng đệ tử thanh âm. Sơn chủ, Vân cư sơn chủ tới chơi. Liễu Viêm nghe thấy lời này về sau, thần sắc lập tức biến đổi. Cái này Lý lão lục, quả thật tìm tới cửa, muốn cùng tự mình thu được về tính sổ sách a. Nghĩ tới đây, Liễu Viêm trong lòng có chút lúng cuống. Nghĩ trước đây hắn bị Mộ Dung Tuyết đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, mà Mộ Dung Tuyết lại thua ở Lý Chu Quân trong tay. Cái này chẳng phải ước tương đương, tự mình đánh không lại Lý Chu Quân sao? Nghĩ tới đây, Liễu Viêm vội vàng phân phó, kia ngoài điện hậu lấy canh cổng đệ tử nói: Người đi nói cho Vân Cư Sơn chủ, bản tọa ngay tại." "Ai nha, Liễu Sơn chủ, dưới núi mặt trời quá lớn, ta liền tự mình đi lên, người sẽ không trách tội ta đi." Đột nhiên lý chu quân thanh âm ở ngoài điện vang lên đánh gãy liễu viêm đón lấy một bộ thanh sam lý chu quân mang trên mặt nho nhã hiền hòa nụ cười đi vào hỏa phong điện bên trong là liễu viêm trông thấy nở nụ cười lý chu quân về sau tại chỗ đầu óc một mộng thầm nghĩ con mẹ nó cái này lão lục đi lên xong con bê tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả